chương 1340, diệt trừ mối họa thượng. Giấu đầu lòi đuôi, ngươi là người không có mặt sao. Tạ Đông Lai diếu cợt nói, khoan hãy nói, cùng Lăng Hàn đấu mấy lần, khả năng chém gió của hắn rất có tăng lên, trở nên thiếu đạo đức hơn nhiều. Không nhìn thấy vẻ mặt của vô diệt, nhưng hắn gảy dây đàn, vù, một trường kiếm hiện lên, chém qua tạ Đông Lai. Xem ra, hắn vẫn có chút giận, lớn mật, hai lão bộc nhìn nhau một cái, một người giết tới vô diệt, tên còn lại giết về phía Lăng Hàn. Vù, vô diện lại đánh đàn, một cây trường thương xuất hiện, oanh kích lão bộc đi giết lăng hàn. Oanh, lão bộc kia chỉ xoay người đấm lại, liền nổ nát trường thương, mà một lão giả khác kéo tới, oanh, vung tay đập bay vô diện. Ồ thân hình của vô diện gặp lại, hắn khạc một tiếng, trên khăn che mặt nhất thời xuất hiện một vết máu, bị một đòn đánh cho thổ huyết. Hắn bừng tỉnh nói, đã quên mở ra áp chế tu vi, sắc mặt lăng hàn không khỏi tối sầm lại, không nghĩ tới vô diện này còn có một mặt khác như vậy nếu như đối phương thật bởi vậy bị giết vậy chẳng phải oan thấu trời sao oanh trong lòng nghĩ như vậy hắn vội ra quyền đấu cùng một tên lão bộc thân hình nhất thời lùi về sau về mặt lực lượng hắn kém quá nhiều nhưng bởi vì thể phách đủ mạnh hắn miễn cưỡng cầy mặt đất ra một cái mương dài trăm trượng hóa giải lực lượng hắn vẩy vẩy hai tay lực lượng đáng sợ trùng kích thân cốt của hắn cũng mất cảm giác rách gan bàn tay có máu tươi lăn xuống hắn nói vô diện huynh người chớ đem chúng ta chơi chết a à sai lầm sai lầm vô diện liên tục nói tiểu nhân tác quái tạ đông lai cười lạnh nói nhanh giết đi tốc độ tiến cảnh võ đạo của lăng hàn để hắn cảm thấy hoảng sợ cứ theo đàn này tiểu tử này có khả năng trong trăm năm liền có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao trong vòng ngàn năm đột phá đến tinh thần cảnh quả thực không phải người hai tên lão bộc vẫn một bên một cái phân biệt đối phó lăng hàn cùng vô diện đã nói rồi ta bồi các ngươi vui đùa một chút vô diện cười nói thân hình hắn giết ra, mà trong quá trình này, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Oanh, hắn như chớp giật đi tới trước mặt Lăng Hàn, đi sau mà tới trước, sau đó quay về một tên lão bộc vươn tay bóp, lực lượng kinh khủng cuốn qua, tên lão bộc này nhất thời bị đánh bay trở lại, vừa vặn đụng một người khác đang đuổi theo. Hai người nhất thời cùng một chỗ quay cuồng, oanh 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 oanh, bay ra thật xa, lúc này mới dừng lại. Đòn đánh này, như kinh động thiên hạ, dọa đám người tạ đông lai kinh sợ. Cái gì, tình huống thế nào, một tên cao thủ nhật nguyệt cảnh đại viên mãn bị đánh một tát trực tiếp bay ra bay ra không tính còn đánh ngã một tên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn khác hai người cùng một chỗ thành như bảo bảo lăn như con bê đê vô diện đứng thẳng như núi dưới gió nhẹ nhẹ phẩy bạch y tung bay tỏa ra vị tinh tướng nồng nặc nhưng người ta có thực lực a có thực lực mới gọi tinh tướng không có thực lực đó là ngốc sắc mặt của tạ đông lai kinh biến khí thức của đối phương lập tức trở nên sâu không lường được cao cao tại thượng phảng phất như một vị thiên thần không thể chạm làm sao có khả năng rõ ràng chỉ là trung cực vị mà thôi làm sao lập tức thành cao thủ các hạ xưng hô như thế nào tạ đông lai nghiêm nghị hỏi không dám tiếp tục xem thường đối phương vô diện cười nhạt nói ngươi còn chưa xứng biết tạ đông lai nổi giận hắn còn chưa xứng biết hắn là hậu nhân của tạ đại tướng quân có bối cảnh hằng hà cảnh nhưng ngay cả tư cách biết tên của đối phương cũng không có cái tên này còn muốn cuồng còn muốn đáng ghét hơn lăng hàn giết 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 hắn quát to trước ở lang nha thành nín một bụng tức giận cộng thêm không có tiến vào tử nguyệt quân doanh liền bị người đuổi ra khỏi cửa hiện tại hết thảy bạo phát ra hai lão bộc cũng đứng lên bọn họ thu hồi khiếp sợ trong lòng từng người lấy ra binh khí trước bọn họ chỉ cho rằng lăng hàn cùng vô diện đều là trung cực vị tự nhiên xem thường sử dụng thần binh nhưng hiện tại vô diện biến thành siêu cấp cao thủ vậy tự nhiên không thể bình tĩnh như thế vô diện huynh vậy liền giao cho ngươi. Lang Hàn cười nói, được, vô diện lạnh nhạt nói, có vẻ rất không đáng kể. Sự thật cũng xác thực như vậy, hắn là nhật nguyệt cực cảnh, một tay liền có thể trấn áp ba người tạ Đông Lai thành cặn bà. Vô diện, tạ Đông Lai tự nhiên nghe được Lăng Hàn gọi như vậy, nhưng hắn không tin thật sự có người có danh tự này, cho nên mới hỏi họ tên của vô diện, kết quả bị đánh một bà tai. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, hai lão bộc liên thủ, giết tới vô diện, bọn họ lại còn có một bộ trận pháp liên kích dẫm âm dương hai bên trái phải một trên một dưới đem công kích chồng chất lên uy lực cũng thật không kém vô diện ngoắc ngoắc dây đàn vù một đạo sóng âm đánh ra hóa thành trường mâu quét tới hai lão giả oanh trường mâu tập kích đến hai lão giả kia căn bản không thể ngang hàng bị oanh bay ra xa cái này thân thể của tạ đông lai hơi run hai lão bộc của hắn hợp kích vô cùng mạnh mẽ liên thủ lại ngay cả hắn cũng cần tiêu tốn tay chân rất lớn mới có thể đánh bại nhưng đối phương chỉ gảy đàn mà thôi hai lão bộc mạnh mẽ liền thất bại nhật nguyệt cực cảnh hắn run giọng nói ngoài ra hắn không nghĩ ra khả năng khác vô diện không hề gợn sóng nói nhiệm vụ của ta chính là để cho các ngươi ngoan ngoãn nhìn vì lẽ đó các ngươi tốt nhất phối hợp không để cho ta tốn nhiều tay chân ta rất ghét người để ta dằn vặt đối với người như thế ta từ trước đến giờ là trực tiếp chém các ngươi hiểu chưa, sắc mặt của tả Đông Lai khó coi cực kỳ, đường đường đời sau của hằng hà cảnh, lại bị người uy hiếp như vậy, để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng người ta đã nói rõ, lại muốn dây dưa không rõ, trực tiếp làm thịt. Hắn không hoài nghi sát ý của vô diện chút nào, người này nhìn như hòa hòa khí khí, nhưng nếu hạ quyết tâm, sẽ giơ tay chém xuống, không một chút do so dự. Ba người bọn họ đều không dám động, còn có, thứ nhất bọn họ có bảng hiệu của tả đại tướng quân, thứ hai có một ít thủ đoạn bảo mệnh, vạn nhất đối phương thật muốn giết người diệt khẩu, cũng không phải là không có cơ hội đào tẩu. Mà trong đầu tạ Đông Lai càng thay đổi thật nhanh, hắn muốn lôi kéo tuyệt đại thiên kiêu này, nếu như có thể thu phục đối phương, vậy địa vị của hắn ở tạ gia nhất định có thể lên một nấc thang. chương 1341, diệt trừ mối họa hạ. Không phải không thể, bởi vì đối phương còn không biết thân phận thật sự của hắn. Kha kha, mặc ngươi lại thiên kiêu thì đã làm sao, ngưỡng cửa hàng hà cảnh này ngươi có thể bước qua được sao? Vô diện huynh, ta chính là tạ. Phốc, tạ Đông Lai vừa mở miệng, một đạo kiếm khí liền tước lại, đánh vào miệng hắn, trực tiếp đánh rơi hết răng, tự nhiên cũng nhét trở lại vào miệng hắn. Nói nhảm nữa, thì không phải răng. Vô diện lạnh lùng nói, tạ Đông Lai vừa giận vừa thẹn, hắn chưa từng ăn qua khuất nhục như vậy. Nhưng hiện tại hắn giận mà không dám nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vô diện, thầm nghĩ hắn nhất định sẽ báo thù trở về. Hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đột phá tinh thần cảnh, lấy cảnh giới ép người. Có điều, hắn thực sự là không dám nói nữa. Lăng Hàn đối đầu với Chu Lệ Vân, ngươi muốn giết ta, Chu Lệ Vân lộ ra vẻ khinh thường, nàng thừa nhận, Lăng Hàn là thiên tài đan đạo, nhưng nói đến võ đạo, dù sao chỉ là tiểu cực. Dựa vào, trung cực vị, Chu Lệ Vân ngơ ngác, nàng nhớ tới lần thứ nhất gặp Lăng Hàn, đối phương chỉ là tiểu cực vị trung kỳ, nhưng ngăn ngắn mấy tháng trôi qua, đối phương liền bước vào trung cực vị, đây cũng quá đáng sợ đi. Đan sư cũng trâu bò như thế, không phải nghĩ, là nhất định phải giết. Lăng Hàn trầm giọng nói, hắn cực kỳ hận loại người không nói đạo nghĩa này. Hừ, coi như người tiến cảnh như bay, nhưng tranh lệch với ta dòng dã hai cảnh giới nhỏ, đây căn bản là chuyện không thể nào. Chu Lệ Vân cười gần, nếu như đổi thành vô diện ra tay với nàng, hiện tại nàng khẳng định bị dọa tiểu trong quần, nhưng Lăng Hàn, vậy thì ha ha. Thật sao, Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, hắn muốn lấy trạng thái mạnh nhất đánh giết người này. Chu Lệ Vân đồng dạng lấy ra thần binh, nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương cảnh giới không bằng mình liền bất cần, tự đại là thói hư tật xấu thuộc về nam nhân nàng chỉ cần có thể đạt thành mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào huống chi sinh tử ác chiến vậy đương nhiên phải toàn lực ứng phó cái gọi là sư tử vồ thỏ vẫn phải toàn lực lang hàn không nói nhảm nữa đối với loại ác nữ này chỉ có một chữ giết hắn dịch kiếm mà động tiên ma kiếm tỏa ra thần quang vô tận từng đạo từng đạo kiếm khí ngang dọc như phi long tại thiên lại như sấm vang chấp giật uy năng cực điểm Tạ Đông Lai nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ mơ ước, thanh kiếm này thật mạnh, thậm chí để hắn cảm nhận được một tiêu uy hiếp, nếu có thể chiếm làm của riêng, nói không chắc có thể tăng lên vài tinh sức chiến đấu. Nhưng một vị sát thần đứng ở trước mặt, hắn nào dám động. Chỉ là, thần kiếm tuy mạnh, nhưng Chu Lệ Vân cũng không yếu, chủ yếu là về mặt cảnh giới có ưu thế rõ ràng, cái này không phải là một thần khí có thể bù đắp, nàng múa đại đao, thẳng thắn thoải mái, như ác phụ chửi đồng, khí thế ngược lại cũng cực kỳ hung hãn. Vừa công như thế, Lăng Hàn nhất thời bị áp chế. Ai cũng không có cảm thấy kỳ quái, cảnh giới hai người tranh lệch dòng dã 11 tinh, dù Lăng Hàn là thiên tài thập tinh cũng chỉ có nuốt hận. Mà trên thực tế, không bước vào cực cảnh là không thể trở thành thiên tài thập tinh, mà nếu đạt đến cực cảnh, thì có thể áp chế đại viên mãn, bởi vậy, đây là một ngõ cụt. Lăng Hàn không có ý đánh rằng co, lấy thể phách mạnh mẽ cùng sức khôi phục dây dưa đối phương đến chết, mà trực tiếp lấy ra nhân quân đoạt hồn hoa. Chu Lệ Vân vừa thấy, nhất thời ánh mắt đờ đẫn, sau đó trở nên hừng hực. Phốc, một ánh kiếm xẹt qua, đầu người rơi xuống, máu tươi phóng lên trời. Lăng Hàn thu kiếm, oanh, thân thể không đầu của Chu Lệ Vân ngã xuống, mà đầu người cũng từ giữa bầu trời rất xuống, trên mặt lại mang theo vẻ mê say, tựa hồ căn bản không có ý thức được tử vong đến. Tạ Đông Lai lập tức lộ ra kinh sợ, vừa nãy hắn thiếu chút nữa cũng bị ma hoa mê hoặc tâm thần, cũng may một là cách xa, hai là hắn tu luyện qua thần hồn, tâm trí kiên nghị không thể dễ dàng chúng chiêu như vậy nhưng hai lão bộc liền không giống đến bây giờ còn có chút ý chí mơ hồ tựa hồ ngay cả mình là ai cũng đã quên ma hoa thật đáng sợ vô diện không hề lay động chút nào chỉ có chút hiếu kỳ nói lang huynh đây chính là nhân quân đoạt hồn hoa vô diện huynh thật tinh tường lang hàn cười nói cái này chính là nhân quân đoạt hồn hoa hắn tay trái nắm nhân quân đoạt hồn hoa tay phải mang theo tiên ma kiếm nhanh chân đi đến chỗ tạ đông lai sắc mặt của tạ đông lai kịch biến đột nhiên cắn răng trong tay đã có thêm một lá bùa màu vàng nhắm ngực vỗ một cái nhất thời một đạo kim quang mãnh liệt phóng thích để lăng hàn cùng vô diện đều không tự chủ được quay đầu quá trói mắt khi bọn họ nhìn qua lần nữa chỉ thấy đoàn kim quang kia bao vây tạ đông lai cùng hai lão bộc bay về phía bầu trời tại thần giới chỉ có cường giả tinh thần cảnh mới có thể nắm giữ quy tắc thiên địa cao thâm thoát khỏi ràng buộc thân thể phi hành mà ở chiến trường hai giới quy tắc cực kỳ hỗn loạn, muốn phi hành thì càng khó khăn. Nhưng ba người tạ đông lai ở dưới kim quang bao vây có thể phi hành, hiển nhiên, tấm thần phù kia tuyệt đối không thể là tác phẩm của tinh thần cảnh. Tạ ra có một vị cường giả hằng hà cảnh, luyện chế ra một ít thần phù cho đời sau là chuyện rất bình thường. Có điều, tạ ra có nhiều tộc nhân như vậy, cường giả hằng hà cảnh lại không thể cả ngày luyện chế thần phù, Phật như vậy ở tạ ra cũng cực kỳ quý giá. Dù cho lấy thân phận của tạ Đông Lai, thần phù như vậy phỏng chừng cũng chỉ có một tấm thủ đoạn bảo mệnh chân chính hắn sợ lang hàn dùng nhân quân đoạt hồn hoa đối phó mình càng sợ vô diện cũng ra tay vậy mới thật khó giải nhật nguyệt cực cảnh đối với võ giả nhật nguyệt cảnh khác mà nói giống như tinh thần cảnh căn bản không thể ngang hàng lang hàn lắc đầu cất tiên ma kiếm cùng nhân quân đoạt hồn hoa đi trên thực tế tác dụng của nhân quân đoạt hồn hoa cũng có hạn chỉ ít đối với vô diện là không có hiệu quả chút nào hiển nhiên ý chí của bản thân càng kiên nghị liền càng có thể đối kháng mê hoặc của ma hoa Vô diện không có tâm hồn buôn chuyện, cũng không có hỏi ân oán của Lăng Hàn cùng tạ Đông Lai, Chu Lệ Vân, mà tiếp tục cùng Lăng Hàn thảo luận võ đạo, sau 7 ngày, hắn mới chưa hết thòm thèm mà cùng Lăng Hàn nói lời từ biệt. Lần luận đạo này đối với hắn có nhiều chỗ tốt, để hắn thu được dẫn dắt rất lớn, để hắn quyết định bế quan mấy tháng thậm chí 1-2 năm, xung kích cực cảnh đỉnh cao. chương 1342, Lão Nhân Sâm Độ Kiếp Lâm Hàn cũng tiến vào hắc tháp, đã qua 3 tháng, hắn có thể tiếp thu tiên diễm rèn thân. Có câu nói một lần thì lạ, hai lần thành quen, nhưng Lăng Hàn trải qua hai lần tiên diễm rèn thân, chỉ để lại hồi ức cực kỳ thống khổ, nếu có thể, hắn thực không muốn lại bị đốt thành cho bụi. Nhưng vì thực lực càng mạnh hơn, hắn vẫn dứt khoát nhảy vào trong lò lớn. Sau ba ngày, Lăng Hàn ra lò, vẫn hóa thành một trẻ con nho nhỏ, nhưng khá hơn một chút, lần đầu hắn nhiều nhất là ba tháng, nhưng lần này ít nhất bảy tháng. Điều này đại biểu tiến bộ của hắn ở trên bất diệt thiên kinh, đặc biệt là dục hỏa trùng sinh có tiến bộ gần như tiếp cận 2% xác suất có thể khởi tử hoàn sinh, trong nháy mắt đạt đến trạng thái tốt nhất. Lang Hàn tự nói, nhưng cái này không an toàn, chết 50 lần mới chỉ có một lần có thể sống lại, xác suất thấp đến giận sôi. Có điều, có thể ăn cuồng giã huyết linh đan, dục hỏa trùng sinh, để thể phách trở nên càng mạnh hơn, cái hiệu quả này là từng chút bày ra, nhưng tác dụng của cuồng giã huyết linh đan thì rất rõ ràng, một viên vào bụng, sau khi luyện hóa liền có thể tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ. Dưới luân hồi thụ, lăng hàn luyện hóa ba ngày cũng tìm hiểu ba ngày tu vi của hắn đã nhảy vào trung cực vị trung kỳ nhưng lĩnh ngộ cảnh giới còn kém một chút dù sao chỉ có ba năm mà thôi cảnh giới càng cao tìm hiểu thiên địa đại đạo liền trở nên càng khó hắn lại bế quan mấy ngày triệt để ổn định cảnh giới lúc này mới trở về lang nha thành vài tháng trôi qua hắn phải đến thăm thiên phượng thần nữ cử biệt gặp lại nhưng số lần gặp lại có hạn bất kể là hắn hay thiên phượng thần nữ đều rất nhớ đối phương hắn tới tử nguyệt quân đoàn một chuyến cùng thiên phượng thần nữ nói lời tâm tình mà khi lăng hàn muốn lời chàng ý thiếp lại bị thiên phượng thần nữ một cái tát đánh bay cái hung bà nương này quả nhiên một chút cũng không thay đổi lăng hàn nhe răng bà nương này ra mặt mỏng nhìn thấy miệng của hắn tập hợp lại liền căng thẳng đến không tự chủ được ra tay làm hại hắn muốn nhất thân phương trạch trước sau không thể thực hiện cái bà nương hung ác này chờ ta bước vào đại viên mãn xem ta trừng trị ngươi như thế nào thời điểm rời quân doanh lăng hàn thầm nói như thế nhưng hiện tại thực lực của hắn thật không bằng thiên phượng thần nữ hơn nữa lại không thể sinh tử ác chiến dựa vào thể phách dây dưa đối phương đến chết bởi vậy hiện tại hắn đối mặt thiên phượng thần nữ hoàn toàn không có biện pháp ơ ờ, cái này không phải tiểu hàn tử sao sao sắc mặt khó coi như ăn một trăm con ruồi vậy con thỏ và lão nhân sâm lặng yên xuất hiện chế nhạo lăng hàn sắc mặt của lăng hàn hung ác uy hiếp nói không cầm miệng nữa có tin tiểu ra nấu bọn người thành canh nhân sâm thịt thỏ hay không. Con thỏ cùng lão nhân sâm đều cười vui vẻ, đương nhiên sẽ không sợ lang hàn uy hiếp, bọn họ kề vai sát cánh, một bộ dáng giúp bạn xấu tốt nhất, chỉ là con thỏ tình cờ nhìn về phía lão nhân sâm sẽ chảy nước miếng, liền biết đôi bạn xấu này lúc nào cũng có thể sẽ biến mất một cái. Tiểu hàn tử, có muốn sâm ra dạy người hai chiêu, bảo đảm bách phát bách chúng hay không? Lão nhân sâm nói khoác không biết ngược, lang hàn xì một tiếng, thủ đoạn của lão nhân sâm đại khái không rời bốn chữ hãm hại lừa gạt a à. đúng rồi sâm gia muốn đột phá nhật nguyệt cảnh cố ý tìm đến người hộ pháp lão nhân sâm dung sắc nghiêm lại lang hàn lắc đầu còn tưởng rằng hai người này lương tâm phát hiện mới sẽ tìm đến hắn hóa ra là muốn độ kiếp lúc này mới nghĩ đến mình có điều cũng được hắn vừa vặn lợi dụng thiên kiếp được đi thôi ba người đi đến một địa phương hoang vắng lão nhân sâm liền bắt đầu độ kiếp hắn có niềm tin rất lớn có thể vượt qua thiên kiếp nhưng sau khi độ kiếp khẳng định nguyên khí suy kiệt, nếu như lúc này vừa lúc bị người nào nhìn chằm chằm. Thần dược ai không muốn ăn, tuy chiến trường hai giới quy định mũi thương phải đối ngoại, nhưng ở ngoài lang nha thành, lén lút giết mấy cái ai có thể biết. Chủ yếu là thiên kiếp động tính quá lớn, sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Oanh, lão nhân sâm thả ra áp chế cảnh giới, nhất thời lôi vân cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Lão nhân sâm độ kiếp, lang hàn chủ động tiến vào trong thiên kiếp lợi dụng thiên kiếp phỏng đoán thiên địa chi uy. Tiểu tử này thực biến thái, con thỏ chạy trốn rất xa, hắn không muốn bị thiên kiếp cuốn đến chút nào, cũng chỉ có quái thai như lang Hàn mới đi chủ động trêu chọc thiên kiếp. Nửa ngày sau, kiếp phân tiêu tan, lão nhân sâm thành công vượt qua thiên kiếp, tuy sức chiến đấu của hắn không mạnh, nhưng bởi vì là mộc linh trong ngũ hành, chỗ mạnh nhất chính là sức sống, bởi vậy, mới vừa qua thiên kiếp tuy vết thương đầy người, nhưng rất nhanh đã khôi phục một bộ phận. Cả người hắn mang thương, nhưng khí thức mạnh mẽ hơn mấy vạn lần, sơn hà cảnh đại viên mãn cùng nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, đây là khoảng cách trời cùng đất. Lão nhân sâm bước vào cấp 5, khẳng định càng thêm ngon A. Con thỏ chảy nước miếng, hận không thể xem lão nhân sâm là cây cải củ gạm. Cái này không phải thần dược phổ thông A, mà là sâm vương khai hóa linh trí, thu thiên địa linh khí tu luyện, so với thần dược cấp 5 phổ thông không biết bổ dưỡng hơn bao nhiêu lần. Ha 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 ha, vận khí không tệ, lại có một cây sâm vương độ kiếp. Ngũ hành sinh linh vốn được thiên địa sủng ái, xâm vương càng tràn ngập sinh mệnh tinh khí, ăn vào một cây, chẳng những có trợ giúp tu vi tăng lên, thậm chí tuổi thọ cũng có thể tăng lên mấy vạn năm. Trong vài tiếng cười dài, chỉ thấy bảy tên nam tử từng cái hiện ra, tu vi đều là nhật nguyệt cảnh, nhưng cảnh giới cụ thể tranh lệch không đồng đều, từ tiểu cực vị đến đại viên mãn không giống nhau. Bởi vậy, tuổi tác của bọn họ tranh lệch cũng rất lớn, có chút vẫn là trung niên anh khí bộc phát, có chút là lão giả tóc xám trắng có thể leo võ đạo còn phải xem thiên phú, tóc xám trắng không hẳn cảnh giới cao, nhìn qua trẻ tuổi không hẳn cảnh giới thấp, thậm chí không hẳn nhỏ tuổi. Lăng Hàn cũng vừa mới ăn thiên kiếp xong, hắn đảo qua bảy người kia một chút, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Từ khi cùng người của thiên kiếm cung ở đây ngẫu nhiên gặp nhau, hắn được đối phương nhắc nhở, cũng học được xem trên thân người khác có ký hiệu đặc thù hay không. Bảy người đối phương rõ ràng là một nhóm, bởi vậy thuộc về một thế lực là rất lớn chương 1343, thiên kiếm cung lại tới nữa rồi. Như thế thoáng nhìn, hắn lập tức phát hiện, trên ống tay của bảy người đối phương đều thêu một thanh kiếm. Thật xảo, thiên kiếm cung, kỳ thực cũng hợp lý, bởi vì thiên kiếm cung ở đây thất lạc một tấm bản đồ kho báu rất trọng yếu, đã phái ra một nhóm người đến đây tìm kiếm, nếu tung tích nhóm người này không rõ, sinh tử chưa biết, thiên kiếm cung tự nhiên sẽ phái ra càng nhiều người đến đây tìm kiếm. Bảy người thiên kiếm cung cũng nhìn ba người lăng hàn, chỉ cảm thấy tổ hợp của bọn họ cũng quá quái lạ nhân tộc yêu thú mộc linh ô nhân tộc này một trung niên nhìn lăng hàn lộ ra vẻ nghi hoặc chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này khá quen liễu tổ sư nhân tộc này có gì không thích hợp sao bên cạnh có người hỏi lăng hàn người đàn ông trung niên kia đột nhiên vỗ tay gọi ra một cái tên lăng hàn sáu người khác của thiên kiếm cung không rõ thật giống như xưa nay chưa từng nghe nói qua danh tự này kẻ cầm đầu mang hàng thiên đại lục khai thiên, người đàn ông trung niên kia nghiến răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa. Thế lực nhật nguyệt cảnh ở thần giới căn bản không quan trọng gì, ngũ tông cũng ở trong lúc vô tình mới thu được tiểu thế giới hàng thiên đại lục này, bị bọn họ xem là chân bảo, kinh doanh trăm vạn năm. Mà thu hoạch cũng vô cùng khả quan, mỗi vạn năm thì có mấy viên nhất giới đan, để ngũ tông xuất hiện rất nhiều cường giả nhật nguyệt cảnh. Lấy ngũ tông so với thế lực nhật nguyệt cảnh khác liền biết, cường giả nhật nguyệt cảnh của bọn họ bất kể là ở số lượng hay tỷ lệ đều cao hơn một đoạn dài. Cái này đều là công hiệu của nhất giới đan, nhưng theo lăng hàn khai thiên, nhất giới đan liền thành mây khói, chỉ có thể hồi ức mà thôi, cái này tự nhiên để cao tầng ngũ tông hận lăng hàn thấu xương, coi là đối tượng nhất định phải diệt trừ. Vấn đề là, sau khi khai thiên, hàng thiên đại lục không biết mang theo lăng hàn đi nơi nào, cho dù ngũ tông có tài lực lớn hơn nữa cũng không sử dụng ra được. Hơn nữa, luyện chế nhất giới đan quá thương thiên hòa, chỉ có cao tầng chân chính cùng người phái đi tiểu thế giới mới biết, bởi vậy đại bộ phận người của Ngũ Tông hoàn toàn không biết Lăng Hàn là ai. Có điều, sau khi Lăng Hàn khai thiên, Ngũ Tông liền liệt Lăng Hàn vào danh sách đại địch số 1, lệnh đệ tử trong Tông ở thần giới hỏi thăm tâm tích của Lăng Hàn, rất có quyết tâm tuy xa tất chu. Bởi vậy, nói đến Lăng Hàn chính là người khai thiên kia, sáu người còn lại đồng thời lộ ra sát ý. Liễu tổ sư, ngài không phải nhìn lầm chứ, lão giả tóc xám trắng nói, tuy hắn nhìn qua lớn tuổi, nhưng trên thực tế bởi vì chỉ có tu vi nhật nguyệt cảnh trung cực vị tuổi thọ ít tự nhiên cũng giả nhanh mấy người khác cũng gật đầu lăng hàn khai thiên đến thần giới mới mấy năm làm sao có khả năng bước vào nhật nguyệt cảnh trung cực vị đây cũng quá khuếch đại lẽ nào đối phương ăn tiên đan sao không sai khẳng định là người này người đàn ông trung niên kia hận hận nói hắn gặp qua hình ảnh thần thức của lăng hàn đây là thần vận của một võ giả rất khó thay đổi người này họ liếu gọi liếu thập là một tên cô nhi được thiên kiếm cung thu nhận giúp đỡ, năm đó xếp thứ 10, liền bị gọi là liễu thập. 300 vạn năm trôi qua, hắn cũng từ một cô nhi nho nhỏ thành cự phách của thiên kiếm cung. Vậy thì thật tốt, ngày hôm nay diệt tiểu tử này, lại thu một cây xâm vương. Những người khác rồn dập cười gần, thu muội muội ngươi, lão nhân xâm lập tức kêu lên, muốn ăn xâm ra nhà ngươi, các ngươi còn sớm 8 triệu năm. Tiểu hàn tử, đánh cho ta, không cần hạ thủ lưu tình, đánh chết xâm ra cho ngươi chỗ tốt nói là nói như vậy nhưng hắn đang không ngừng lui về phía sau hắn một cái vừa mới vào nhật nguyệt cảnh nào dám đi đập nhiều cường giả như vậy lang hàn trực tiếp vung kiếm nói nếu mọi người đều biết lai lịch vậy cũng có thể bớt đi rất nhiều lời nói nhãm đến đánh đi chỉ là run dế mà thôi liễu thập lộ ra vẻ khinh thường ở trong mắt cường giả thần giới người của tiểu thế giới đương nhiên là run dế thậm chí ngay cả run dế cũng không tính bằng không sao bọn họ có thể luyện người của hàng thiên đại lục thành nhất giới đan Hiện tại một con run dế lại dám khiêu khích hắn, thực sự là không biết mùi vị. Cảnh giới của tiểu tử này tăng lên xác thực nhanh đến mức kinh người, nhưng dù sao chỉ là trung cực vị mà thôi, coi như ngươi là thiên tài ngũ tinh thì đã làm sao, ở trước mặt hắn vẫn như cũ không phải đối thủ. Giết, hắn xem thường tự mình ra tay, phân phó sáu người khác nói. Vâng, sáu người kia lĩnh mệnh, dồn dập nhảy ra, bước bách tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đang ngứa tay đây này, hiện tại hắn bước vào trung cực vị trung kỳ, sức chiến đấu bay thẳng đại cực vị đỉnh phong, lại thêm tiên ma kiếm, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang đại viên mãn sơ kỳ, mà cái này vẫn không có tính thiên uy áp chế đối thủ, còn có đại sát khí như nhân quân đoạt hồn hoa. Liễu thập không ra tay, sáu người này ở trước mặt hắn kỳ thực chính là một món ăn. Lăng hàn giết ra ngoài, tiên ma kiếm giật động, kiếm ảnh đan dệt, sát khí ngút trời. Liễu thập biến sắc, người của thiên kiếm cung cơ bản đều là kiếm tu, hắn cũng là cao thủ kiếm đạo, Nhìn thấy uy thế của một kiếm này không khỏi ngơ ngác, biết đánh giá thấp thực lực của Lăng Hàn nghiêm trọng. Mau lui lại, hắn vội kêu lên, thân hình lao ra. Liễu Thập muốn ngăn cản Lăng Hàn, nhưng đã chậm. Lăng Hàn triển khai Trích Tinh Bộ, tốc độ kia là kinh người cỡ nào. Một kiếm xẹt qua, vạn ngàn kiếm ảnh khối động, đầy trời tất cả đều là kiếm khí bén nhọn. A, à, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một kích mà thôi, bảy người của Thiên Kiếm cung ngã xuống năm cái, mà ngoại trừ Liễu Thập, người còn sót lại kia cũng bị thương không nhẹ sườn trái có một vết thương sâu sắc. Liễu thập không khỏi rách cả mí mắt, vừa giận vừa sợ, tại sao sức chiến đấu của tiểu tử này đáng sợ như thế. Đây tuyệt đối là sức chiến đấu của đại viên mãn, so với hắn cũng chỉ kém hơn một chút, hắn là đại viên mãn trung kỳ, vẫn không có đạt đến đỉnh cao chân chính của nhật nguyệt cảnh. Người nói người tu luyện nhanh cũng coi như, nhưng then chốt là sức chiến đấu còn mạnh như vậy, còn cho người đường sống sao. Một tiện dân từ tiểu thế giới đi ra, làm sao có khả năng nắm giữ thiên phú, cơ duyên, đạo hóa như vậy. Hắn vạn phần không rõ, chương 1344, nhân khí hợp nhất. Người sống duy nhất cũng đầu đầy mồ hôi lạnh, hiện tại hắn vẫn sợ không thôi, vừa nãy nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng giống năm người nằm trên đất, hài cốt dần lạnh. Tiểu súc sinh, người thật là độc ác, tâm của liễu thập muốn nhỏ máu, tông môn muốn bồi dưỡng một đệ tử nhật nguyệt cảnh phải trả bao nhiêu đánh đổi. Đặc biệt từ sơn hà cảnh nhảy vào nhật nguyệt cảnh, đều là dùng nhất giới đan pha loáng, sau đó phân cho những đệ tử này. Mười ngàn năm mới có thể luyện mấy viên, hơn nữa còn là ngũ tông chia đều, bình quân xuống, một tông chỉ có một viên mà thôi. Mà sau khi lăng hàn khai thiên, thì ngay cả một viên cũng không có. Hiện tại tuy còn không thấy được, nhưng ngũ tông tất nhiên bắt đầu đi xuống dốc, mỗi một đệ tử nhật nguyệt cảnh đều cực kỳ quý giá. a. Lăng hàn của tiên ma kiếm, thân kiếm như tuyết, không nhiễm một vệt máu. Hắn lạnh lùng nói, thực khôi hài, các người từng cái đằng đằng sát khí với ta, chỉ cho phép các ngươi giết ta sao liễu thập đương nhiên biết mình nói một câu phí lời nhưng hắn dưới sự tức giận còn có thể nói cái gì đương nhiên cái này là bởi vì hắn cao cao tại thượng quen rồi một cách tự nhiên đặt địa vị của mình lên cao chỉ trích phía dưới ngươi nhất định phải dùng máu tươi của ngươi để bồi hoàn khoản nợ liễu thập hít một hơi thật sâu tuy người đối diện này trẻ đến đáng sợ nhưng thực lực mạnh đến kinh người không cho phép hắn không cẩn thận hắn lấy ra thần binh của mình là một tòa tháp bạch ngọc chỉ có 7 tầng, vừa xuất hiện liền thả ra ánh sáng kinh người, thật giống như kéo một vầng mặt trời xuống, cực kỳ sáng mắt. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn ngưng tụ chân thị chi nhãn, nhìn thật cẩn thận. Tòa tháp này, dung hợp một vòng nhật nguyệt của ngươi, hắn nghe nói qua lấy thân luyện khí, có thể trực tiếp lấy một vòng nhật nguyệt của mình hòa vào thần khí, nhưng đây là lần đầu tiên kiến thức, không khỏi cảm thấy hứng thú. Nhân khí hợp nhất sao? Giết chết tòa tháp này, tiểu tháp lan truyền thần thức cho hắn, nó không chịu nổi nhất chính là bảo khí hình tháp, vừa thấy sẽ phẫn nộ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới nó nói, thật muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi sẽ, Liễu Thập nói, mà đánh đổi là tính mạng của ngươi. Hắn lấy bảo tháp ra, cháo về phía Lăng Hàn, vù, bảo tháp phát quang, rủ xuống từng đạo thần quang, mỗi một đạo đều như liệt diễm, tràn ngập lực phá hoại đáng sợ, để không khí bắt đầu cháy rừng rực, phát ra âm hưởng xì si xì. Si si. Liễu Thập tu chính là hỏa hệ, bởi vậy nhiệt nguyệt của hắn như liệt diễm, hiện tại dung hợp vào trong bảo khí, mượn thần khí trị uy, hoàn toàn phát huy uy lực ra. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân khí hợp nhất thực là một loại tiên phong, uy lực xác thực rất lớn. Nhưng khuyết điểm rõ ràng, một vòng nhật nguyệt thật rứt bỏ ra ngoài, tất nhiên sẽ sản sinh ảnh hưởng với bản thân, vô duyên với cảnh giới cao. Nhưng người của ngũ tông không nói tuyệt đối, bất quá chỉ ít 99% là không thể đột phá tinh thần cảnh, như vậy cần gì phải lưu ý. Bọn họ theo đuổi, là mạnh mẽ trong nhật nguyệt cảnh. Chỉ là, tuy nhân khí hợp nhất mạnh mẽ, nhưng có thể so với tiên ma kiếm sao. Lăng Hàn chém qua một kiếm, tuy vẻn vẹn chỉ là một kiếm, nhưng tiên ma kiếm phát huy, lại đáng ra vạn ngàn kiếm ảnh, không biết tăng lên uy lực bao nhiêu lần. Phốc 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 phốc, liệt diễm bị chém ra, kiếm khí ngang dọc, như quân lâm thiên hạ. Hừ, liễu thập cũng biết chỉ dựa vào một tòa bảo tháp là không thể chấn áp Lăng Hàn, thân hình giết ra, một đạo hàn quang xẹt qua, trong tay hắn lại nhiều thêm một thanh kiếm, đâm tới Lăng Hàn. Thanh kiếm này, tương tự liệt diễm ngập trời, ánh sáng chói mắt. Lăng Hàn kinh ngạc, thanh kiếm này thình lình lại dung hợp một vòng nhật nguyệt. Cái tên này sẽ không đem bốn nhật nguyệt dung hợp vào thần khí chứ? Còn nữa không, Lăng Hàn cười nói, một bên vận kiếm liều mạng với đối phương, một bên hết sức tò mò. "Như ngươi mong muốn." Liễu Thập cười lạnh nói, "Phù, hắn lại lấy ra một thanh thần kiếm, tay trái tay phải tương hỗ, mà bảo tháp thì tự động vận chuyển. Ở trên đầu Lăng Hàn rủ xuống đạo đạo thần diễm, muốn luyện hóa hắn đi. Thanh thần kiếm thứ hai này cũng dùng hợp một vòng nhật nguyệt, tính toán như thế, ba vòng nhật nguyệt của hắn đều dùng để luyện khí, mà bởi vì hắn vẫn không có tu ra đạo minh nguyệt thứ tư, bằng không nói không chắc sẽ lấy ra luyện thần khí hết. Bình thường mà nói, thần khí cũng không phải càng nhiều càng tốt, bởi vì võ giả tâm lực có hạn, không thể phát huy hết thải uy lực của thần khí, còn không bằng chuyên tâm điều khiển một cái nhưng ba thần khí này của liễu thập đều dung hợp một vòng nhật nguyệt của hắn vậy thì hoàn toàn khác tương đương với thần khí thành một bộ phận thân thể của hắn vậy chỉ cần phân một chút xíu tâm lực điều khiển ba thần khí đều có thể phát huy ra toàn bộ uy lực quả nhiên môn phái nhỏ cũng có sở trường của môn phái nhỏ bọn họ không có pháp môn đột phá tinh thần cảnh liền nghĩ hết thảy biện pháp ở trong nhật nguyệt cảnh trở nên càng mạnh hơn lấy thân hợp khí một hơi điều khiển ba thậm chí bốn thần khí đúng là một loại biện pháp tốt tuy sức chiến đấu bản thân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng có thêm uy năng của hai thần khí, có thể hoàn toàn bù đắp lại. Liễu thập giết tới, hai tay nắm một thanh thần kiếm, liệt diễm vô tận bay lượn. Lang Hàn đứng trang nghiêm, chờ đối phương áp sát, hắn bỗng nhiên đánh ra một cái thất sát chấn hồn thuật, hóa thành một mũi tên, xung kích về Liễu thập. A, à, dù Liễu thập đã tu đạo mấy triệu năm, thần hồn vững chắc, nhưng bị xung kích như thế vẫn rên lên một tiếng, khó chịu đến suýt chút nữa dùng hai tay ôm đầu. Trong lòng hắn biết không ổn, vội vã dịch động thần tháp hộ thân, phù, bảo tháp nhất thời tỏa sáng, buông xuống trên đầu hắn, bảo vệ hắn ở trong đó. Keng, quả nhiên, Lăng Hàn chém tới một kiếm, cắt ở trên bảo tháp, để thân tháp cuồng run, thậm chí bị gọt xuống mấy mảnh vụn, nhưng chiêu kiếm này cuối cùng bị cản lại. Dù sao cũng là lão quái vật sống hơn 3 triệu năm, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Lăng Hàn không có chém tiếp, mà nhìn chằm chằm người còn lại của Thiên kiếm cung kia. Liễu thập được thần tháp bảo vệ, Lăng Hàn nhất thời chém không phá, tự nhiên không cần đi lãng phí thời gian. Người có thần khí cổ cổ quái quái gì không? Lăng Hàn tò mò đánh giá người kia của Thiên Kiếm Cung. chương 1345, thân phận thật lộ ra ngoài. Người kia sợ vãi tè rồi. Hắn vốn tưởng rằng có liễu thập ra tay, có thể ung dung bắt Lăng Hàn, nhưng kết quả hoàn toàn ra khỏi dữ liệu. Liễu thập lại bị Lăng Hàn làm cho chỉ có thể tự vệ, mà hắn thì bị Lăng Hàn nhìn chằm chằm. Trong giây lát này, hắn mồ hôi lạnh như mưa, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhún thật giống như đứng cũng không vững nhân khí hợp nhất đây là bí pháp thuộc về nhật nguyệt đại viên mãn chỉ có bước vào cảnh giới này tông môn mới truyền thụ bởi vậy hắn không có thần khí mạnh mẽ a à, coi như có cảnh giới của hắn cũng còn thấp có tư cách gì đối kháng lang hàn ngươi dám thanh âm của liễu thập từ trong bảo tháp truyền ra hai thanh thần kiếm kích bắn chém tới lang hàn Lăng hàn vung kiếm chống đỡ đánh ra từng đạo kiếm khí hóa giải toàn bộ công kích của liễu thập có điều, tên còn lại của thiên kiếm cung cũng nhân cơ hội chạy mất dép, hắn thực là sợ vãi tè rồi, hai chân cuồng bay, chỉ hận không có giải mấy chân, thoát thân không đủ nhanh. Chạy trốn sao, lang hàn lắc đầu, triển khai diệt long tinh thần tiến, veo, một mũi tên xẹt qua, phảng phất như lưu quang, cấp tốc đuổi theo người kia, phốc, mũi tên xuyên thấu ngực của hắn, nổ thành hai đoạn. Chỉ là sức sống của nhật nguyệt cảnh quá cường hãn dù cho thân thể chia làm hai đoạn cũng chưa chết, hai tay bò, hai chân bước, hai đoạn thân thể muốn dính lại với nhau, lấy nguyên lực nối liền, lại tu dưỡng mấy năm, nói không chắc lại thành một hảo hán. Thực sự là phiền phức, Lăng Hàn lần thứ hai khai cung, đừng hòng, liễu thập hét lớn, hắn giật động bảo tháp cháo qua Lăng Hàn. Lăng Hàn quay lại, bắn tới liễu thập, xèo, tiễn nguyên lực nhanh đến mức ngay cả cường giả nhật nguyệt cảnh cũng rất khó bắt lấy quỹ tích. Phốc, mũi tên này bắn lên vai trái liễu thập, nếu không phải hắn đúng lúc né tránh, mũi tên này khẳng định là thấu tim mà qua, Vậy hắn không chết cũng trọng thương. Liễu Thập Kinh hãi đến biến sắc, tại sao mũi tên này nhanh như vậy, hơn nữa uy lực còn mạnh như vậy, ngay cả nguyên lực hộ thể của hắn cũng không thể ngăn trở. Tuy hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có triển khai, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không có chiến ý. Người trẻ tuổi này cho hắn một loại cảm giác một ngạt không thể địch lại được. Trong lòng hắn có loại linh cảm không lành, chính là người mạnh nhất của tông môn ra tay cũng không nhất định có thể bắt được người trẻ tuổi này. Có điều, một cái không được, vậy hai cái Ba cái thì sao, dù cho là thần linh, lực lượng cũng có cực hạn, chỉ cần vượt qua điểm giới hạn này, vậy mạnh đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn đã nắm chắc chủ ý, muốn lập tức hồi bẩm sự tình lăng hàn đi tới vân đính tinh, điều động thiên kiếm cung. Không, điều động hết thảy cường giả của ngũ tông đến vây giết lăng hàn. Nếu không, lấy tốc độ tiến cảnh yêu nghiệt của tiểu tử này, e là không cần mấy năm liền có thể đứng ngang hàng với ngũ tông, vậy liền vĩnh viễn không thể trấn áp đối phương. Hắn cũng là người cầm được thì buông được, lúc này cắn răng một cái, xoay người rời đi, bảo tháp xoay nhẹ, rủ xuống đạo đạo thần diễm, hình thành tầng một ô dù mạnh mẽ. Liễu tổ sư, liễu tổ sư, người còn lại kia của thiên kiếm cùng tuyệt vọng kêu lên, hắn miễn cưỡng nối liền thân thể, nhưng chỉ ít cũng phải cho hắn một nén hương thời gian điều trị, mới có thể lấy nguyên lực ghép lại đoạn thân thể này, khôi phục năng lực hành động. Nhưng hiện tại liễu thập bỏ hắn, ý nghĩa hắn tứ cố vô thân. Ha ha, các người muốn ăn xâm ra, ăn chân của đại gia đi lão nhân sâm lại bắt đầu nhảy nhót, cường địch chạy, còn lại một cái sắp chết, hắn tự nhiên không sợ, xông lên một trận loạn đá. Đáng thương người kia vốn là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, ở trạng thái toàn thịnh một tay liền có thể trấn áp lão nhân sâm, nhưng hiện tại chỉ có thể bị lão nhân sâm đạp, chỉ mấy lần mà thôi, hắn liền phun máu tươi tung tóe, bị lão nhân sâm đạp chết. Nguyện nó, sâm ra quá trâu bò, mới vừa vào nhật nguyệt cảnh liền giết một kình địch đại viên mãn. Lão nhân sâm tự mình cảm giác bạo dạp, cái này nhất định phải dùng 100 cái yếm đến chúc mừng. Hắn quả nhiên lấy ra một cái yếm màu phấn hồng, hút một hơi thật sâu, vẻ mặt say xưa. Biến thái, lăng hàn cùng con thỏ đồng thời ra chân, đá bay lão nhân sâm. Có điều, liễu thập lại chạy thoát, lăng hàn suy nghĩ một chút, liền từ bỏ dự định truy kích, bảo tháp của đối phương phòng ngự rất kinh người. Ngay cả hắn dùng tiên ma kiếm cũng cần rất lâu mới có thể vót ra, nhưng đối phương cũng sẽ không ngồi để hắn phá tan phòng ngự. Nơi này, dù sao cách lang nha thành không xa cũng được dẫn xa suốt động để cho bọn họ tới vây đánh ta nhân cơ hội giết nhiều mấy cái lang hàn thầm nói ai là thợ săn ai là con mồi còn không nhất định giai đoạn hiện tại mỗi qua ba tháng thực lực của ta sẽ tăng một đoạn dài lại thêm nửa năm ta liền chân chính nắm chắc chém đại viên mãn đỉnh cao ở dưới kiếm bây giờ hắn đối chiến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng chỉ có thể dựa vào nhân quân đoạt hồn hoa khắc chế nhưng theo tu vi của hắn càng ngày càng cao vậy dựa vào thực lực bản thân liền có thể giết địch. Điều này cũng phù hợp đạo của Lăng Hàn, theo đuổi chính là bản thân mạnh mẽ. Chuyển sang nơi khác, nói không chắc còn có thể kiếm mấy khối giới linh thạch, ta khai thiên mà đến, được thiên địa phúc vận gia trì, vận may mạnh hơn người bình thường quá nhiều. Với Lăng Hàn mà nói, hắn đã tỏa tu luyện thu hoạch đến tích lũy căn bản không thể so với cuồng giã huyết linh đan, bởi vậy cái này chỉ lãng phí thời gian, hắn chính là luyện luyện đan, sau đó loanh quanh trên chiến trường hai giới này, giết giết sinh linh minh giới tích lũy công huân, nhìn có thể nhặt được giới linh thạch hay không. Vận may của hắn còn thực không tồi, lại còn thật để hắn nhặt được mấy khối giới linh thạch, nhưng chỉ có kích cỡ tương đương ngón út, giá trị không bằng một phần trăm khối trước. Vận may cũng có thời điểm hết ra, hắn cảm khái nói, lại nói liễu thập trở lại lang nha thành, một bên triệu tập người của thiên kiếm cung, miễn cho bọn họ tao ngộ lăng hàn, bị tiêu diệt từng cái, một bên bắt được liên lạc với thiên kiếm cung, bẩm báo sự tình của lăng hàn hắn mọi cách cường điệu, tuyệt đối không thể bởi vì Lăng Hàn là từ tiểu thế giới đi ra, lại tu đạo mấy chục năm mà coi thường đối phương. Kẻ địch này, nhất định phải lấy toàn lực đối phó, bằng không để hắn trưởng thành, vậy chính là thiên kiếm cung chết. mươi 1346, cao thủ ra hết, vây giết Lăng Hàn. Được đoạn báo cáo này, trong thiên kiếm cung trước tiên tiến hành một hồi tranh luận kịch liệt, một bộ phận người biểu thị tán đồng cái nhìn của Liễu Thập, muốn liên hợp ngũ tông triển khai săn bắn Lăng Hàn, còn có một bộ phận người thì cho rằng liễu thập khuếch đại. Từ khi lang hàn khai thiên đến hiện tại, đi qua chưa tới 10 năm, đối phương liền nắm giữ thực lực uy hiếp đến ngô tông. Đùa giỡn, 10 năm thời gian thậm chí không thể để một võ giả tu vi thần cảnh xuất hiện một tia tăng lên, nhưng đối phương ngược lại tốt, từ phá hư bước vào thần cảnh không tính, còn đùng 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 đạt đến nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Cuối cùng, đã kinh động một nhân vật quyền uy bế quan rất lâu, quả đoán đè xuống hai bên tranh luận, để thiên kiếm cung lập tức 14 tông khác muốn ra hết cao thủ, vây giết Lăng Hàn. Không nói cái khác, chỉ hướng về phía tội lỗi khai thiên của Lăng Hàn, liền phải chém người này xuống. Cao tầng của ngũ tông ngồi cùng một chỗ, thương lượng làm sao đối phó Lăng Hàn. Năm thế lực nhật nguyệt cảnh, thậm chí có thể xếp tới hàng đầu, lại liên thủ muốn vây giết một nhật nguyệt cảnh trung cực vị, cái này đặt ở trước đây là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Nhưng hiện tại, bọn họ đều phát lên ý nghĩ phải giết. Lúc trước ác tử này có thể khai thiên, tất nhiên là đạt được cơ duyên lớn, bằng không không thể ở trong 20 năm ngăn ngắn quật khởi, cái này đánh vỡ quy tắc võ đạo. Không sai, hắn có thể chứa đựng quốc thế của toàn bộ hàng thiên đại lục, đây đối với thể phách có yêu cầu đáng sợ. Hắn tất nhiên ở trong hàng thiên đại lục được trí bảo, mới sẽ ở thần giới tiến cảnh như bay. Hàng thiên đại lục không đơn giản, chỉ ít, thập nhị bộ đại tướng dưới trướng của thiên hà vương là tiến vào tiểu thế giới này, lưu lại truyền thừa tuyệt thế. Đáng tiếc, tiểu thế giới áp chế lực lượng, chúng ta tiến vào cũng không thể mạnh mẽ mở ra thập nhị cung. Nói không chắc, tiểu tử kia được truyền thừa của thiên hà vương. Hí, người của ngũ tông đều không thể bình tĩnh, thiên hà vương là ai, kỳ thực bọn họ đều không rõ ràng, chỉ biết đây là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thập nhị bộ đại tướng cũng dũng mãnh vô địch. Nếu như có thể được truyền thừa của thiên hà vương, không, dù cho chỉ được truyền thừa của thập nhị bộ đại tướng, vậy chỉ ít có thể ngang hàng với hằng hà cảnh chứ. Ai lại cam tâm ở dưới người, đặc biệt là võ giả, mỗi người đều kiêu căng tự mãn. Nhất định phải bắt ác tử này, nếu hắn không xa vạn dặm đến đây chịu chết, làm sao có thể không thành toàn hắn. Điều động tất cả cao thủ, ngũ tông rất nhanh đạt thành nhận thức chung, điều động tất cả cao thủ trong tông, hơn nữa, vì phòng ngừa bị tông môn nào độc chiếm bảo vật, mỗi một đội ngũ tìm kiếm lăng hàn đều là nhân viên của ngũ tông pha trộn, một tông ra hai người, mười người một tiểu đội. Đương nhiên, dù cho là ngũ tông, cao thủ nhật nguyệt cảnh cũng có hạn, nhiều người như vậy quăng vào chiến trường hai giới rộng lớn không nói một giọt nước rơi vào biển rộng nhưng trên thực tế cũng không có kém bao nhiêu lại thêm lăng hàn tình cờ còn tiến vào trong hắc tháp luyện đan vậy xác suất tìm được lăng hàn lại sụt giá một đoạn dài kỳ thực lăng hàn cũng không có dự định trốn hắn rất hào phóng tìm kiếm kẻ địch và giới linh thạch trong chiến trường hai giới nhưng vẫn không gặp được người của ngũ tông này có biện pháp gì đây mắt thấy lại muốn đi qua ba tháng lăng hàn vừa chờ mong lại vừa có chút sợ hãi rất nhanh có thể ăn cuồng giã huyết linh đan tăng cao thực lực, nhưng trước đó sẽ bị tiên diễm nốt người, điều này làm cho hắn vừa nghĩ tới khóe miệng liền co giật. Leng keng Ken, phía trước truyền đến thanh âm chiến đấu, lang Hàn cũng không phải tính cách quản việc không đâu, nhưng nơi này là chiến trường hai giới, vạn nhất là sinh linh minh giới cùng võ giả thần giới chiến đấu thì sao? Hắn lập tức vào tới, nhưng nhìn thấy song phương chiến đấu, hắn không khỏi lắc đầu. Đây không phải thần, minh hai giới xung đột, mà đều là nhân tộc. Hiển nhiên, cái này hoặc là báo thù, hoặc là tranh lợi ích. Mà nói đến lợi ích thì càng thêm đơn giản, nơi này xuất hiện một khối giới linh thạch mới sẽ làm song phương bạo phát xung đột. Có điều, thực lực hai bên đều rất mạnh, đều có tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Nhìn thấy Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, song phương đều hơi dừng lại một chút, nhưng phát hiện Lăng Hàn chỉ có một người, hơn nữa cảnh giới chỉ nhật nguyệt cảnh trung cực vị, tự nhiên không có ai lưu ý, lại chiến lên. Ngừng tay, ngừng tay, chỉ qua mấy chiêu, một phương đột nhiên kêu rừng hư gây sự chính là các ngươi hiện tại lại muốn làm sao một phương khác hỏi khối giới linh thạch này liền để cho các ngươi người kêu rừng nói như thế điều này làm cho một phương khác kinh ngạc nói thật bọn họ rơi vào hạ phong nhưng đối phương muốn diệt sạch bọn họ cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ bởi vậy đối phương vẫn kéo kéo đến bọn họ đánh mất chiến ý chủ động giao ra giới linh thạch đổi lấy cơ hội thoát thân nhưng không nghĩ đến đối phương lại sẽ vào lúc này ngưng chiến bọn họ lui chỉ thấy đối phương không nhúc nhích chờ cẩn thận từng ly từng tí một chạy ra xa bọn họ mới toàn lực chạy trốn rất nhanh liền biến mất kha 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 đạp phá thiết hài vô mịch sử nhưng người lại tự mình đưa tới cửa một trung niên đeo kiếm từ tốn nói ánh mắt nhìn chằm chằm lăng hàn tỏa ra hàn ý đoạt người tình báo quả nhiên không sai nhật nguyệt cảnh trung cực vị một nữ tử trung niên nói tiếp tiểu tử quỳ xuống nhận lấy cái chết có thể cho ngươi một cái thống khoái đây là một lão ẩu vóc người lõm khỏm, tay chống một cây quẻ trụ. lang Hàn nhoẻn miệng cười nói, cũng thật vừa vặn, ta cũng đang muốn tìm các ngươi. Hắn ở trên ống tay áo của hai người nhìn thấy tiêu chí của thiên kiếm cung, mà tám người còn lại mỗi hai người lại nắm giữ tiêu chí giống nhau, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, bọn họ phân biệt đến từ Vân Phượng Tông, Tuyệt Đao Tông, Thanh Lôi Tông cùng Địa Long Tông. Hừ, lão thân vẫn muốn nhìn một chút, tiểu tử khai thiên này là cái dáng dấp gì, đến cùng là ăn gan chân long hay tim chân phượng, lại gan to bằng trời như vậy. Lão ẩu nhấc quải trụ lên, sau đó đột nhiên rung một cái, thẻ thẻ thẻ, nhất thời, mặt đất xuất hiện một vết nứt, nhanh chóng kéo dài về phía lăng hàn. Mà đại địa nứt ra, phía dưới lại có khí tức u ám hiện lên, hóa thành từng đồ vật dáng dấp giống như trường xà. Trường 1347, thoát vây, giết ngược thượng. Cái này không phải xa mà là địa long, cũng chính là run. Buồn nôn, lăng hàn hừ một tiếng, vung kiếm chém một phát, ngàn vạn kiếm ảnh xẹt qua, những địa long này đều bị chém nát, một lần nữa hóa thành hôi ảnh. Chiêu kiếm này ra, 10 người của ngũ tông đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy lão ẩu không hề sử dụng toàn lực, nhưng lăng hàn cũng rất dễ dàng a. À. Người trẻ tuổi này, không thể khinh thường, ha ha, chư vị thay bản tọa áp trận, không nên để cho tiểu bối này chạy trốn, chờ bản tọa bắt hắn. Nam tử đeo kiếm đi lên một bước, hắn rút kiếm, nhất thời, kiếm ý bắn ra, nhuệ khí cắt tới không khí cũng xé rách đây là một vị cường giả của thiên kiếm cung, kiếm tu, quả nhiên lực sát thương kinh người. Trong ngô tông, bất kể là địa long tông, vân phượng tông hay thanh lôi tông, kỳ thực đều không phải nhân tộc thuần túy, mà là bán nhân, cũng chính là đời sau của thần thú cùng loài người kết hợp sinh ra. Bọn họ mạnh hơn thần linh bình thường, đặc biệt là thời điểm huyết mạch xuất hiện phản tổ, vậy mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo, tỉ như thiên phượng thần nữ, tiến vào thần giới chỉ vạn năm liền đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Đáng tiếc, giới hạn ở cấp độ của ngũ tông, bọn họ không chiếm được công pháp tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể ở đại viên mãn bồi hồi, nếu không có cơ duyên đặc thù, vậy trung thân đều chỉ có thể dừng lại ở đây. Có điều thiên kiếm cung lại có thể cùng ba tông này đứng ngang hàng, từ một phương diện nói rõ kiếm tu mạnh mẽ, có thể bù đắp không đủ trên huyết mạch. Hơn nữa, cường giả này đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, chỉ nhắm mũi kiếm về phía lăng hàn liền để hắn cảm giác ra rẻ như muốn bị xé rách, kiếm ý thực đáng sợ. Quá mạnh mẽ, cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Lăng Hàn tin tưởng, nam nhân cầm kiếm chỉ vào mình này chỉ ít cũng là thiên tài tam tinh, thậm chí tứ tinh. Hiện nay, hắn tuyệt đối không thể ngang hàng cường giả như vậy. Trên thực tế, sức chiến đấu của hắn cũng là nhật nguyệt cảnh đại cực vị đỉnh cao, tính cả thiên uy suy yếu đối phương một tiểu cảnh giới nhỏ mới có thể ngang hàng đối thủ đại viên mãn sơ kỳ. Đương nhiên, nếu nhân quân đoạt hồn hoa có thể đưa đến hiệu quả, vậy thì là chuyện khác. Nhưng đối kháng chính diện, Lăng Hàn không nghi ngờ chút nào mình sẽ bị đối phương một kiếm chém thành hai đoạn. Tuyệt đối không nên hoài nghi lực phá hoại của một vị kiếm tu, thể phách hiện tại của Lăng Hàn chỉ là trên thần thiết cấp 7 một chút, vẫn không có đạt đến cấp 8. Mà coi như đạt đến cấp 8, nếu như sức chiến đấu của đối phương thật có thể vượt qua 3 đến 4 tinh, vậy cũng có thể tạo thành hiệu quả phá hoại với thần thiết cấp 8. Lăng Hàn trực tiếp lấy ra nhân quân đoạt hồn hoa, nhất thời, 10 người ở đây đều thất hồn lạc phách, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, ánh mắt của bốn tên cường giả của thiên kiếm cung, tuyệt đao tông liền thanh minh. Tu ra kiếm tâm, đao tâm, đạt đến cấp độ thông minh, thần hồn kiên cố, muốn giao động quá khó khăn. Cái này cũng là địa phương khó chơi của kiếm tu, đao tu, chỉ vì giết chóc mà sinh, đã sớm chặt đứt thất tình, rất khó động thần nhiệm. Đương nhiên, cũng vì cảnh giới của bốn người này đủ cao, bằng không nhân quân đoạt hồn hoa vẫn có kỳ hiệu. Nhận lấy cái chết, một kiếm chém tới, bốn vòng nhật nguyệt thả ra hào quang, tạo nên lực lượng đáng sợ. Đề, thấy nhân uân đoạt hồn hoa không thể có hiệu quả, Lăng Hàn liền biết không ổn, hắn vội vàng thu hồi ma hoa, triển khai trích tinh bộ, bắt đầu phá vòng vây. Chạy đi đâu, ba người còn lại của thiên kiếm cung, tuyệt đao tông cũng vùng kiếm múa đao chém tới, sáu người còn lại cũng ở lúc nhân quân đoạt hồn hoa bị thu hồi khôi phục lại thanh minh, sắc mặt đều kinh biến, dồn dập triển khai công kích. Trên người tiểu tử kia lại còn có loại kỳ vật này, nếu không phải còn có bốn đồng bạn tu ra kiếm tâm, đao tâm, chỉ sợ bọn họ liền trúng chiêu, nói không chắc còn phải bỏ mạng ở nơi này. Vừa nghĩ tới khả năng đần độn u mê chết ở trong tay một tiểu bối, bọn họ đều thẹn quá thành giật, hận không thể chém Lăng Hàn thành vạn đoạn. Lăng Hàn không có ham chiến, toàn lực phá vòng vây. Đi được sao, thập đại cường giả đều hư lạnh, trong bọn họ yếu nhất cũng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn sơ kỳ, 10 người liên thủ đủ để chém giết bất luận nhật nguyệt cảnh đại viên mãn nào, huống chi chỉ là một nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Oanh, các loại công kích đan dệt, cực kỳ óng ánh. Oanh oanh oanh, Lăng Hàn liên tục trúng chiêu, nhưng liều mạng ăn mấy đòn nghiêm trọng, hắn cuối cùng xé rách vòng vây, thành công thoát thân. Trên người hắn có mấy lỗ máu, nhưng hắn không để ý nói. Món nợ này trước tiên ghi đó, ta sẽ tìm các người đòi lại. Mười người của ngũ tông đều ngơ ngác, hắn con mẹ nó cũng chưa chết. Đổi thành bọn họ, tùy tiện người nào khẳng định cũng chết nhân răng. Nhưng một trung cực vị lại còn sống, còn lạnh lùng uy hiếp bọn họ, điều này làm cho bọn họ phát lên hàn ý. Người này, tuyệt đối không lưu lại được, ngày hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này, còn có sau này gì chứ? Mười người ra tay, nhất định phải chém lăng hàn, cái này không chỉ tiêu diệt một cường địch tương lai, còn có bí mật lớn trên người lăng hàn. Bọn họ tuyệt không tin một tiện dân của tiểu thế giới có thể dựa vào thực lực của mình đi đến một bước này, trên người tất nhiên cất giấu cơ duyên kinh người, nói không chắc chính là truyền thừa của thiên hà vương. Lăng hàn hừ một tiếng, triển khai trích tinh bộ, toàn lực lao nhanh. Mười người của ngũ tông vội vã đuổi theo, nhưng bọn họ phát hiện lại không đuổi kịp lăng hàn. Không chỉ không thể đuổi theo, hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng kéo dài. Thân pháp nhanh như vậy tuyệt đối không thể kéo dài. Đuổi theo, nhất định phải tiêu diệt mối họa này. Người này chưa trừ diệt, chúng ta sẽ ăn ngủ không yên. Nhưng Lăng Hàn rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích, 10 người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phân công nhau tìm kiếm. Lăng Hàn thoát thân, liền trốn vào trong hắc tháp. Hắn không có lập tức tiến vào hắc tháp, một là không muốn lộ ra bí mật của hắc tháp, thứ hai cũng không muốn quá ỷ lại hắc tháp, vừa gặp nguy hiểm liền trốn. Hắn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thường thế trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Kỳ thực, hắn bị thương rất nặng. Chương 1348, thoát phây, giết ngược hạ. Kia là 10 cường giả Nhật Nguyệt Cảnh đại viên mãn, có mấy cái không chỉ đạt đến đại viên mãn đỉnh cao, thậm chí còn là thiên tài tam tinh tứ tinh. Bị chém một phát liền để hắn huyết nhục tung bay, ngay cả thần cốt cũng suýt chút nữa đứt đoạn mất. Hắn sờ cổ, cường giả của Thiên Kiếm cung chính là một kiếm suýt chút nữa chém xuống đầu của hắn, có điều, dưới bất diệt chân dịch, vết thương đã khôi phục, nhưng vẫn để Lăng Hàn run sợ. Nếu không phải thần cốt của hắn đủ cứng rắn, hiện tại khẳng định thân thủ chia lìa. Ồ, hắn ở trong hắc tháp, nhưng tầm nhìn không bị ảnh hưởng, phát hiện đang có một người đuổi tới nơi này, chính là lão ẩu kia của Địa Long tông. Đừng nhìn nàng chống quải trụ nhưng tốc độ rất nhanh, phảng phất có thể xúc địa thành thốn, một bước chính là hơn trăm trượng. Lạc đàn, lăng hàn cười gần, vừa vặn, hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, đang muốn xả giận đây này. Lão ẩu đột nhiên ngừng lại, nàng có huyết mạch địa long, đối với mùi rất mẫn cảm, nàng mơ hồ nghe thấy được khí tức của lăng hàn, nhưng đến nơi này lại đột nhiên biến mất. Quái lạ, lẽ nào chui xuống đất sao? Nàng thét dài, muốn gọi những người khác lại, nhưng vào lúc này, một ánh kiếm đột nhiên nhấp nhoáng, mang theo sát ý vô tận, chém tới cổ của nàng cái gì lão ẩu cực kỳ khiếp sợ nơi đây rõ ràng không có một người ánh kiếm này là từ nơi nào nhô ra nàng miễn cưỡng phất lên quả trụ nghinh tiếp ánh kiếm thời khắc xoay người liền nhìn thấy thanh kiếm này đang nắm ở trong tay một người trẻ tuổi là lăng hàn nàng vừa giận vừa sợ không nghĩ tới lăng hàn không chỉ không chạy chối chết lại còn dám mai phục đánh lén mình thủ đoạn ẩn thân của đối phương cũng quá tốt đi thậm chí ngay cả nàng cũng không có phát hiện lúc này lại đang toàn bộ cảm ứng khí thức của Lăng Hàn biến mất, có thể nói là tâm phòng bị yếu đuối nhất. Chiêu kiếm này, như bài sơn đảo hải, lại như trời long đất lở, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Oanh, quải trụ của nàng ngăn thanh kiếm, nhưng bởi vì vội vàng ra tay, lực lượng không đủ, nhất thời bị một kiếm đánh bay quải trụ. Có điều, nàng cũng tranh thủ đủ thời gian, thân hình vội vàng rút lui. Lăng Hàn bước tiến, bởi vì hai người cách quá gần, hắn không có không gian vung kiếm, nên để tiên ma kiếm bay ra, tự chủ thảo phạt, mà hắn thì song quyền huy động liên tục, đánh tới lão ẩu. Lão ẩu dưới tình thế cấp bách chỉ muốn bảo mệnh, một bên che hai tay ở trước người, một bên vội vã lùi về sau, căn bản không nghĩ tới lăng hàn mới vừa rồi còn trọng thương, sao trong nháy mắt đã biến thành người không liên quan. Lúc này, thanh âm thét dài nối liền không dứt chín người khác đang cấp tốc chạy tới. Lão ẩu đại hỉ, chỉ cần nàng lại chống đỡ một chút xíu thời gian, viện binh chạy tới, vậy thì sẽ đến phiên lăng hàn liều mạng thoát thân ngươi không có cơ hội lăng hàn cười gằn nhân uân đoạt hồn hoa bỗng nhiên xuất hiện lão ẩu kinh hãi muốn nhắm mắt lại nhưng ma hoa này ảnh hưởng chính là thần thức người nhắm mắt hay không căn bản không có ảnh hưởng ở trong nháy mắt này nàng nhìn thấy đang có chín bóng người từ mỗi phương hướng gấp chạy đến nhưng cái này cũng là hình ảnh cuối cùng của nàng oanh lăng hàn một quyền đánh nổ đầu của lão ẩu ngay cả thần hồn cũng oanh diệt hắn lạnh lùng nhìn chín người của ngũ tông một chút không chậm trễ chút nào mà triển khai thân hình lao nhanh trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách vô hạn. Chín người ngũ tông chạy vội tới bên người của lão ẩu, cùng nhau ngừng lại, trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ băng lạnh, còn có một tia hàn ý không cách nào hình dung. Mười người bọn họ liên thủ lại còn để lăng hàn chạy, chạy không tính, còn thừa dịp bọn họ phân tán truy kích, ngược lại giết một thành viên trong bọn họ. Phải biết, trước đó đối phương còn bị trọng thương, thể phách thật đáng sợ, sức khôi phục đáng sợ, tâm kế thật đáng sợ, quyết đoán thật đáng sợ. Gặp phải kẻ địch như vậy, để chín người đều cảm thấy trong lòng nặng trịch, tràn ngập bóng tối. Người này nhất định phải mau chóng diệt trừ, không sai, bằng không chúng ta đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Chín người nhìn thân thể lão ẩu bị đập nát đầu, trong lòng mỗi người đều thích thích, có một loại cảm giác mèo khóc chuột. Chuyện như vậy cũng có khả năng phát sinh ở trên người bọn họ. Dù cho bốn người của Thiên Kiếm Cung, Tuyệt Đao Tông, Tu Gia Kiếm Tâm Đao Tâm, chặt đứt thất tình, không bị ngoại vật lay động, cả người vẫn đều là hàn ý, bởi vì Lăng Hàn không chỉ nắm giữ nhân quân đoạt hồn hoa, thực lực của bản thân càng kinh người. Lại qua trăm năm, đối phương liền nắm giữ thực lực quét ngang ngô tông. Ở Nhật Nguyệt Cảnh mà nói, trăm năm thực quá nhanh, mà chút thời gian này, trong ngô tông căn bản không thể xuất hiện thiên tài ngăn cơn sóng dữ thời gian quá ngắn. Đây chính là chỗ đáng sợ của thiên tài đỉnh cấp, cho người trăm năm thật giống như chỉ là chớp mắt, cái gì cũng sẽ không thay đổi, nhưng cho thiên tài mà nói, lại có thể để thực lực bản thân xuất hiện tăng trưởng kinh người không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra người này, giết chết. Chín người đều cắn răng nói, hiện tại đã không phải vấn đề mặt mũi, cũng không phải sự tình giết Lăng Hàn có thể cướp đoạt cơ duyên của đối phương, mà là vấn đề sinh tồn của mình. Không có ai nguyện ý cam tâm chờ chết, đặc biệt là những cường giả như bọn họ, tất nhiên sẽ điên cuồng phản công. Lăng Hàn chạy ra một khoảng cách, lần thứ hai tiến vào hắc tháp. Hắn rất thỏa mãn với mình, bị thập đại cường giả vây công, nhưng hắn vẫn diệt đi một cái. Có điều, vẫn là dựa dẫm vào nhân uân đoạt hồn hoa, bản thân không đủ mạnh mẽ. Lăng Hàn rất nhanh ấn xuống tự đắc, tỉnh lại chính mình. Thời gian 3 tháng, lại sắp đến, tiểu tháp xuất hiện, thông báo Lăng Hàn có thể đi tiên diễm lô luyện thân. Lăng Hàn dùng mình một cái, nhưng vẫn không do dự đứng lên, bị ngũ tông truy sát đến chạy chối chết, để hắn kiên định quyết tâm hơn. Dấn thân vào trong lò lớn, tiên diễm tẩy luyện. Sau 3 ngày, Lăng Hàn ra lò, tự nhiên vẫn là tiểu hài nhi, nhưng dáng dấp gần như khoảng 10 tháng. Cảm ngộ một chút, nếu như ngươi có thể duy trì tốc độ tiến cảnh như vậy, gần như 100 lần liền có thể hoàn toàn nắm giữ dục hỏa trùng sinh. Tiểu tháp nói, không tệ, từ mấy trăm lần rơi xuống 100 lần, xem như là tiến bộ to lớn. Nhưng sắc mặt của Lăng Hàn lại đen thui, cái này cần 100 lần mới có thể kết thúc tiên diễm luyện thân, ngẫm lại liền để hắn có loại cảm giác dày vò. Trường 1349, số tiền lớn treo giải thưởng nhưng vừa mới vượt qua tiên diễm rèn thể không nghĩ cái này nữa lang hàn lấy ra cuồng dã huyết linh đan ăn vào đây mới là mục đích chủ yếu nhất hắn tiếp thu tiên diễm rèn thân hắn cần thực lực càng mạnh hơn dưới luân hồi thụ ba ngày như ba năm lang hàn đứng dậy tu vi của hắn tiến thêm một bước nữa đạt đến trung cực vị hậu kỳ sức chiến đấu bão tố lên đại viên mãn sơ kỳ lại thêm thiên uy tiên ma kiếm giúp đỡ thậm chí có thể chiến đại viên mãn hậu kỳ có điều gặp phải đại viên mãn đỉnh cao vẫn kém một chút, huống chi Ngũ tông còn có sức chiến đấu vượt qua cường giả đỉnh cao, số lượng cũng rất kinh người. lang hàn không có tự mãn, nếu cảnh giới của hắn có thể bước vào đại viên mãn, đó mới thực sự là có thể khinh thường ngũ tông. cầm đám cặn bã Ngũ tông kiểm nghiệm sức chiến đấu một chút, lang hàn ra hắc tháp, chủ động đi tìm ngũ tông gây phiền phức. hắn vừa xuất hiện, mới biết ngũ tông thực là bỏ ra vốn liếng tìm hắn, phàm là người của lang nha thành đều biết được một treo giải thưởng, nếu ai phát hiện lang hàn báo tam tích cho ngũ tông, thưởng một khối giới linh thạch. Tuy lang nha thành quy định sinh linh thần giới không thể tự giết lẫn nhau, nhưng ngũ tông chỉ là đang tìm lăng hàn A, lại không nói muốn làm gì lăng hàn, tuy mọi người đều biết tuyệt không có chuyện tốt. Tuy chiến trường hai giới rất lớn, nhưng người cũng nhiều, rất nhanh thì có người phát hiện lăng hàn, truyền tin tức lại, người của ngũ tông lập tức giết tới. Sau một hồi huyết chiến, lăng hàn thuận lợi phá vòng vây, tuy bị trọng thương, nhưng cũng mang đi tính mạng hai tên cường giả đại viên mãn sơ kỳ của đối phương, cho thấy tính cách không chịu thiệt chút nào. Cuộc chiến này để ngũ tông sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện, thực lực của Lăng Hàn lại trở nên mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ qua mấy tháng, thực lực của đối phương lại xuất hiện tăng lên rõ ràng, cái này quá dọa người rồi. Ngũ tông điên cuồng, càng thêm bước thiết tìm kiếm, không tiếc đánh đổi tiêu diệt Lăng Hàn. Nếu không phải bọn họ không đủ tiền, thậm chí còn muốn mời cường giả tinh thần cảnh ra tay, như vậy liền có thể không sơ hở chút nào lúc này Lăng Hàn lại đi tới nơi đóng quân của tử Nguyệt Quân. Đã lâu không có nhìn thấy thiên phượng thần nữ, đối phương khẳng định cũng biết ngũ tông đang đối phó hắn, đến gặp người ngọc một lần để nàng yên tâm. Cầm lệnh bài, Lăng Hàn tiến vào tử Nguyệt Quân đoàn. Thiên phượng thần nữ cũng đang lo lắng hắn, vừa vặn hoàn thành một nhiệm vụ lớn, bởi vậy đơn giản xin nghỉ mấy ngày, dự định cùng Lăng Hàn tụ hội. Lăng Hàn tự nhiên đại hỉ. Đáng tiếc hiện tại hắn vẫn không có hoàn toàn nắm giữ dục hỏa trùng sinh, hình thể chân thực chỉ như trẻ con 10 tháng, muốn đẩy ngã hay bị nghịch đẩy đều không có năng lực, chỉ có thể như một đám thái giám đi thanh lâu. Hai người lời chàng ý thiếp, thiên phượng thần nữ đối với tốc độ tiến cảnh của Lăng Hàn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nàng biết Lăng Hàn là đan đạo đế vương, nhưng thần đan cũng không thể nhanh đến trình độ này a à. Đến, cho ngươi xem thứ tốt, Lăng Hàn mang thiên phượng thần nữ vào hắc tháp, cho nàng nhìn thấy luân hồi thụ, đương nhiên còn có vị thánh nhân vô dụng kia. Nhưng thiên phượng thần nữ vẫn cực kỳ khiếp sợ đến cùng lăng hàn được cơ duyên thế nào ngay cả tàn hồn của thánh nhân cũng sống nhờ ở trong không gian thần khí của hắn so sánh với đó chuyện lăng hàn nắm giữ không gian thần khí ngược lại trở nên không quan trọng bởi vì thánh nhân liền có thể luyện chế không gian thần khí đợi ta đột phá tinh thần cảnh đúng là có thể ở đây bế quan hiện tại thiên phượng thần nữ lắc đầu nàng đột phá không giống cần tích lũy lực lượng huyết thống đây là luân hồi thụ cũng giúp không được hai người còn nói một trận mới từ trong hắc tháp đi ra lăng hàn đốt lửa bắt đầu nấu nguyên liệu quý giá gia nhập thần dược trong hắc tháp còn có một sợi dâu của lão nhân sâm đây là lão nhân sâm bước vào nhật nguyệt cảnh rút ra cực kỳ đại bổ có điều muốn hầm nồi canh này ra tinh hoa cũng cần thời gian rất dài gần như hai ngày sau mùi thơm nước mũi mười dặm có thể nghe lăng hàn múc cho thiên phượng thần nữ một bát canh chỉ thấy một con tiểu thú không biết từ nơi nào xông ra nhìn bát canh chảy nước miếng thật đáng yêu thiên phượng thần nữ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt của lăng hàn đảo qua, lập tức lộ ra một tia sát khí. Đây là sinh linh của minh giới, nhưng hắn không có ra tay, con thú nhỏ này chỉ vừa bước vào thần cảnh, thực lực thấp kém. Hơn nữa, thật giống như trí tuệ còn không có khai hóa, bằng không tuyệt đối không thể nhìn thấy có hai cường giả nhật nguyệt cảnh của nhân tộc còn dám chạy tới. Tiểu thú này nhìn như mèo, da lông tuyết bạch sắc, nhu thuận, sáng sủa, tỏa ra hào quang màu bạc dáng dấp kia thuộc về loại hình khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được sẽ thích chẳng trách ngay cả thiên phượng thần nữ cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên thu thu tiểu thú nhìn thiên phượng thần nữ gọi nước miếng chảy càng nhiều thiên phượng thần nữ nhìn về phía lăng hàn nói cho nó một phần đi ngươi không nhìn thấy nó là sinh linh của minh giới sao lăng hàn nói nhưng mà nó thật đáng yêu thiên phượng thần nữ hoàn toàn không có sức đề kháng tiểu thú phát ra tiếng kêu nhỏ cực kỳ đáng yêu Lăng Hàn thở dài, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một cái bát cho con thú nhỏ này, sau đó thả qua nói: "Tiểu tử, ăn nhanh rồi chạy đi, kẻ tham ăn giống như ngươi phải ngoan ngoãn ở minh giới, chạy tới thần giới không phải đến bổ sung lương thực cho người sao?" Tiểu thú lập tức cuốn đầu lưỡi uống canh, có lẽ là ăn quá ngon, đầu của nó càng ngày càng thấp, kết quả mất trọng tâm, hai chân sau vành lên. Lăng Hàn cả kinh, chỉ ăn cũng đáng yêu như vậy, e là thiên phượng thần nữ hoàn toàn không chống đỡ được. Hắn quay đầu nhìn lại Quả nhiên, trong ánh mắt của Thiên Phượng thần nữ lan tràn ái tâm. Tiểu thú uống canh rất nhanh, có thể tu đến sơn hà cảnh, nó há có thể không có trí tuệ, lập tức nhìn Thiên Phượng thần nữ líu lo, thật giống như biết cầu nàng mới hữu dụng. Quả nhiên, Thiên Phượng thần nữ nhìn về phía Lăng Hàn, tràn đầy cầu khẩn. Lăng Hàn thở dài, không thể làm gì khác hơn là múc thêm cho nó một bát. Một bát tiếp một bát, khẩu vị của con tiểu thú này có chút kinh người a. À. Lăng Hàn không khỏi biến sắc phải biết hắn sử dụng nguyên liệu nấu ăn là cân nhắc đến cảnh giới của hắn cùng thiên phượng thần nữ, cho Sơn Hà cảnh ăn, ăn là có thể ăn, nhưng tuyệt đối ăn không được bao nhiêu. chương 1350, tiểu thú cùng chim nhỏ. Nhưng con tiểu quỷ, à không tiểu thú này ăn mạnh như vậy, sẽ trực tiếp bảo thể mà chết ha. Nhưng trên thực tế, con thú nhỏ này vẫn nhảy nhót tưng bừng, vui vẻ không thôi, nơi nào cũng không nhìn ra có dấu hiệu căng nứt. Quái lạ, con tiểu thú này một mình tiêu diệt một nửa nồi canh thịt, lúc này mới hài lòng chạy đến bên chân thiên phượng thần nữ vui sướng lắc đuôi thể hiện ra trình độ đáng yêu đến đăng phong tạo cực thiên phượng thần nữ ái tâm quá độ ôm tiểu thú lên vuốt bộ lông của tiểu thú xoa bóp nó làm cho lăng hàn tức giận đến không nhẹ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung bà nương này ôn nhu đối xử mình như vậy a à. tiểu thú tựa hồ cảm ứng được ánh mắt bất thiện của lăng hàn vung móng vuốt nhỏ lên co vào trong lồng ngực của thiên phượng thần nữ không cho phép ngươi dọa nó thiên phượng thần nữ nhìn lăng hàn cảnh cáo nói cái này ăn ta uống ta hiện tại ngay cả thê tử ta cũng muốn cướp lăng hàn trừng mắt nhìn tiểu thú tiểu thú không cam lòng yếu thế một bên trừng mắt về lăng hàn một bên dùng đầu nhỏ cọ cọ thiên phượng thần nữ nó hiển nhiên biết phải lấy lòng người nào tiểu yêu của minh giới kỳ quái sớm muộn cũng sẽ ăn lăng hàn tàn bạo nói thu thu tiểu thú làm nũng một bộ bị dọa sợ thiên phượng thần nữ lần thứ hai nghiêm trọng cảnh cáo lăng hàn để Lăng Hàn cảm khái không thôi, nhất định phải nhanh tăng tu vi lên, bằng không ngay cả thê tử cũng không nghe lời. Thẻ, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng gãy vỡ nhẹ nhàng vang lên, Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía quả trứng. Hiện tại chỉ cần hắn rảnh rỗi sẽ lấy ra tắm nắng, mà âm thanh vừa nãy chính là vỏ trứng phát ra. Có một cái khe, thẻ, lại một thanh âm vang lên, cái khe thứ nhất xuất hiện. Lăng Hàn đại hỉ, tên này rốt cục muốn ấp đi ra. Đây là đời sau của Thanh Diễm Niu kỳ thực đối với lăng hàn đã không có trợ giúp quá lớn nhưng ở bên người nuôi nhiều ngày như vậy vẫn rất chờ mong nhìn thấy một tân sinh mệnh phá xác mà ra Chụp chục chục thành diễm điều ở bên trong không ngừng mổ vỏ trứng phá nát rốt cục thò ra cái đầu của một con chim nhỏ lúc này nó không mổ nữa mà há mồm gặm vỏ trứng rất nhanh liền gặm ra một vòng cung lớn tựa hồ vỏ trứng này rất ngon bởi vì chim nhỏ đã ăn ra lỗ hổng có thể thoát thân nhưng nó hoàn toàn không có ý tứ dừng lại còn không ngừng gặm để Lăng Hàn cũng có chút kích động, muốn lấy nếm thử. Là một kẻ tham ăn, hắn cảm giác áp lực như núi lớn. Lăng Hàn, thiên phượng thần nữ cùng tiểu thú đều nhìn chằm chằm, cho đến khi chim nhỏ gặm sạch vỏ trứng, tên tiểu tử này mới ra sức nâng hai cái chân nhỏ, mờ mịt nhìn bốn phía. Đầu tiên là nghiêng đầu nhìn thiên phượng thần nữ, sau đó lại nhìn chằm chằm tiểu thú, cuối cùng nhìn Lăng Hàn, sau đó đùng 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 chạy vội tới, tựa ở bên chân của hắn, ngồi trồm hốm xuống nghỉ ngơi. Đây là xem hắn là chim mẹ sao. Này này này, đừng nói hắn là nam, hắn nơi nào giống như một con chim. Dựa vào, ánh mắt người có vấn đề sao? Thiên phượng thần nữ cười đến chảy nước mắt, sau đó cái này chính là tư liệu sống tốt nhất chế nhạo Lăng Hàn, có thể nói cả đời. Lăng Hàn lắc đầu một cái, thu chim nhỏ vào hắc tháp, hắn nhạy bén phát hiện, con thanh diễm điêu này tương lai sẽ vượt xa mẹ của nó. Có người nói thanh diễm điêu có một tiêu huyết mạch của thượng cổ thần thú Thanh Loan, nếu có thể thức tỉnh, con chim nhỏ này sẽ có rất nhiều tác dụng. Ô! Thiên Phượng nữ đại nhân, trong một tiếng ồ ngạc nhiên, chỉ thấy có mấy người đi tới, dồn dập nhìn Thiên Phượng thần nữ, trên mặt có sùng bái cuồng nhiệt. Đây là đệ tử của Ngô tông, ở Ngô tông, Thiên Phượng thần nữ tuyệt đối là nhân vật huyền thoại, đi tới thần giới chỉ vạn năm liền đạt đến Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn, bị không biết bao nhiêu người tôn sùng là thần tượng, có điều, Thiên Phượng thần nữ rất sớm đã bắt đầu ẩn cư, chỉ lưu lại một truyền thuyết kinh diễm. Bởi vậy, ở đây nhìn thấy Thiên Phượng thần nữ tự nhiên để mấy người kia hưng phấn. Lăng, Lăng Hàn, mà khi bọn họ nhìn thấy ở bên người thần tượng có một người khác thì, mỗi người đều biến sắc. Đây là một ma quỷ. Trong vòng mấy tháng, đã có mấy cường giả tông môn chết ở trong tay Lăng Hàn, mà tội nhân này lại là người khai thiên. Ở trong lời giải thích của Ngũ Tông, hàng thiên đại lục là tiểu thế giới họ kinh doanh mấy trăm vạn năm, sản xuất ra của cải kinh người, hiện tại lại bởi vì Lăng Hàn mà vĩnh viễn biến mất. Vì lẽ đó, mặc kệ có hiểu chân tướng hay không, ngược lại đệ tử của Ngũ Tông đều hận Lăng Hàn đến tận xương tùy. Thiên phượng nữ đại nhân, người này chính là Lăng Hàn, rất nguy hiểm, nhanh rời xa hắn. Có người nhìn thiên phượng thần nữ kêu lên, chỉ lo nàng còn không biết bộ mặt thật của Lăng Hàn, bị Lăng Hàn tổn thương. Thiên phượng thần nữ lạnh nhạt nói, ta đã một đao cắt đứt với vân phượng tông, ngũ tông cùng ta lại không có chút quan hệ nào. Vân phượng tông nàng đã sớm báo lại ân thụ nghệ, mà khi tông môn bán nàng cho tạ đông lai, nàng cùng vân phượng tông còn sót lại chút tình hương hỏa cũng tan thành mây khói. Những đệ tử kia của Ngũ tông vừa giận vừa sợ, đến cùng Lăng Hàn rót thuốc mê gì cho Thiên Phượng nữ, lại để Thiên Phượng nữ ngay cả tông môn cũng không nhận. Thiên Phượng nữ đại nhân, không nên bị ác ma này đầu độc." Những đệ tử kia dồn dập kêu lên, một bên thả tín hiệu, thông báo những người khác lại. Đệ tử của Ngũ tông bình quân thực lực rất mạnh, như những người bọn họ, tu luyện chỉ mấy trăm ngàn năm, nhưng dồn dập bước vào Nhật Nguyệt cảnh, cái này không phải bởi vì bọn họ thức tỉnh huyết mạch, mà là ăn nhất giới đan, đương nhiên không phải hoàn chỉnh mà là pha loãng, nếu không căn bản không đủ chia. Nhưng dù như vậy, vẫn để cho thực lực tổng hợp của ngũ tông tăng lên cực lớn, hầu như không thua thế lực tinh thần cảnh bình thường. Không đạt đến nhật nguyệt cảnh, là không dám chạy đến chiến trường hai giới vây giết lăng hàn, sơn hà cảnh tới là đưa cổ cho người chém. Thiên phượng thần nữ tay ôm tiểu thú nói, đến đây là hết lời, lại phí lời, ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Ánh mắt của nàng uy nghiêm đáng sợ, nếu đã chặt đứt ân tình với ngũ tông, vậy ai ra tay với lăng hàn, chính là ra tay với nàng. Thiên phượng nữ, ngươi không phải tự xưng lăng ra quá phụ, chỉ vì một người mà sống sao. Một tiếng cười dài từ đằng xa truyền đến, chỉ trong nháy mắt mà thôi, liền gặp một thanh niên lấy tốc độ thật nhanh bắn tới. Trên lưng hắn vác thanh kiếm, cổ kính, tỏa ra một loại khí chất xuất chân. chương 1351, Chiến kiếm đế. Ánh mắt của lăng hàn đảo qua, con người không khỏi hít lại. Kiếm đế, vạn năm trước, trên hàng thiên đại lục tổng cộng có bảy thiên nhân cảnh, Sương Vương giả đương đại mà kiếm đế xếp hạng thứ nhất đè xuống lạc Nhật Đao Hoàng cùng Thiên Phượng Thần Nữ. Vạn năm sau gặp lại, kiếm đế đã bước vào Nhật Nguyệt Cảnh Đại cực vị. Tuy không kinh người như Thiên Phượng Thần Nữ, nhưng vẫn cực kỳ khuếch đại. Nhất giới đan dĩ nhiên rất châu bò, nhưng càng quan trọng vẫn là thiên phú của bản thân hắn. Nếu không người tu luyện nhiều hơn hắn mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, vì sao còn ở Nhật Nguyệt Cảnh Tiểu cực vị? Thiên Phượng Thần Nữ nhìn về phía đối thủ cũ năm xưa, dung sắc bất động nói ta làm cái gì, cần ngươi quản việc không đâu sao. Trong khi nói chuyện, lại có mấy người chạy tới, lần này liền mạnh hơn nhiều, không thiếu nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Ha ha, kiếm đế lắc lắc đầu, có vẻ rất xem thường, người khoe khoang băng thanh ngọc khiết, còn không phải động xuân tâm, cùng nam nhân khác tốt hơn. Lăng Hàn tự nhiên không muốn thê tử chịu nhục, dù cho là một hiểu lầm. Hắn mở miệng nói, kiếm đế, vạn năm không thấy, có dám đánh một trận không? Kiếm đế, rất nhiều người đều mờ mịt, Ác ma này đang nói chuyện với ai? Nhưng trong lòng kiếm đế nhảy một cái, xương hào này là hắn ở trong tiểu thế giới lấy, nhưng vừa tiến vào thần giới, hắn liền rất tự giác lấy xuống ngoại hiệu này, tạm thời bao bọc lại, khôi phục tên thật. Nếu không ở thần giới tự xưng kiếm đế, cái này không phải kéo cừu hận, chê bị chết không đủ nhanh sao? Tiểu tử này là làm sao biết? Chờ chút, tiểu tử này cũng gọi Lăng Hàn, hơn nữa. Thiên phượng nữ cũng vì hắn không tiếc phản bội tông môn, lẽ nào trong lòng hắn có một suy đoán kinh người, còn có một điểm đáng ngờ, là nếu như Lăng Hàn chính là người kia, thì sao có thể vượt qua vạn năm thời gian? Cái ý niệm này chỉ thoáng một cái, hắn liền tìm ra đáp án. Thời gian nguyên dịch, nếu cao thủ của ngũ tông ở hạ giới đều dựa vào cái này tích lũy nội tình, tại sao Lăng Hàn không được? Có lẽ trước đây, ngũ tông bị mã đa bảo công hãm qua, lúc đó suýt chút nữa bị chém căn cơ, thời gian nguyên dịch cũng bị lấy đi toàn bộ. Nếu Lăng Hàn từ con đường này được thời gian nguyên dịch, vậy thì là một giải thích rất hợp lý ngươi là lăng hàn kiếm đế nhìn chằm chằm lăng hàn lăng hàn biết ý của đối phương nói ha ha vì cầu ta luyện đan còn học trộm ba thức kiếm pháp của ngươi thực sự là không tiện vừa nói như vậy kiếm đế liền không còn nghi ngờ lăng hàn này không chỉ là tội nhân khai thiên mà đến thậm chí còn là đan đạo đế vương của vạn năm trước chẳng trách tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy mỗi ngày có đan dược thượng thừa ăn này có thể không nhanh sao không nghĩ tới lại là một người đã sớm chết, kiếm đế lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Sớm biết ngươi sẽ mang đến uy hiếp lớn như vậy cho tông môn, lúc trước thật nên chém ngươi. Vạn năm trước, tuy cảnh giới lăng hàn sắp xỉ hắn, nhưng sức chiến đấu. Vậy thì là một chuyện cười. Trương Hoành, ngươi muốn chết sao? Thiên phượng thần nữ giận tím mặt, sát khí so với kiếm đế còn muốn lớn hơn. Kiếm đế tên thật là Trương Hoành, sau khi tới thần giới, hắn liền gọi Trương Hoành, mà không dám xưng kiếm đế nữa. Thê tử, để cho ta tới, Lăng Hàn ấn Thiên Phượng thần nữ, hắn đã sớm muốn tái chiến với kiếm đế, Lạc Nhật đao hoàng, bây giờ cảnh giới của đối phương còn trên hắn, hắn cũng không tính là bắt nạt người. Điều này làm cho hắn chiến ý hừng hực, cẩn thận, hắn là thiên tài tứ tinh, Thiên Phượng thần nữ nhẹ giọng nói, sở dĩ nàng muốn ra mặt chính là không muốn để cho Lăng Hàn đối đầu kiếm đế. Sức chiến đấu của Lăng Hàn cùng lắm là đại viên mãn sơ kỳ, có thể địch đại viên mãn trung kỳ, mà kiếm đế là là đại cực vị hậu kỳ còn là thiên tài tứ tinh, sức chiến đấu tương đương đại viên mãn hậu kỳ, kém một tinh A. À. Chuyện này ý nghĩa là Lăng Hàn thất bại, Lăng Hàn gật gù nói, yên tâm, hiện tại ta còn không đánh lại ngươi, nhưng tên này, kha kha việc nhỏ như con thỏ. Thiên phượng thần nữ lừa một cái, tên này thực sự là thù dai, không phải trước đây trấn áp hắn mấy lần sau, tội gì để ở trong lòng như thế. Kiếm đế, đến, chiến một trận, Lăng Hàn khiêu khích kiếm đế, kiếm đế lộ ra vẻ tưởng nhớ nói rất lâu không có được người kêu lên kiếm đế. Có điều, một ngày nào đó, ta sẽ để danh hiệu này tái hiện hào quang. Chí khí thật lớn, ở thần giới, vương, hoàng, đế, cái này không phải có thể dùng lung tung, bởi vì có vương triều, hoàng triều cùng đế triều tồn tại, người sử dụng lung tung, sẽ phạm húy kỵ. Như Trương Hoành, nếu tự xưng kiếm đế, vậy thì tương đương với xem mình bằng hằng hà cảnh, điều này làm cho tinh thần cảnh nghĩ như thế nào. Một nhật nguyệt cảnh nho nhỏ liền muốn cưỡi lên đầu bọn họ. Muốn chết, hiện tại Trương Hoành nói sẽ có một ngày để danh hiệu kiếm đế tái hiện hào quang, đó chính là hắn có lòng tin bước vào hằng hà cảnh, chỉ nhìn về phía chí hướng này cũng phải khâm phục một chút. Lăng Hàn gật gù, đây mới là kiếm đế hắn nhận thức. Hắn nói, nể tình ngày xưa, nếu như ngươi thất bại, ta hy vọng ngươi có thể rời thiên kiếm cung, theo đuổi đạo của chính mình. Ha ha, chờ ngươi đánh thắng ta rồi nói sau đi. Trương Hoành phát kiếm, phù, một đạo sát khí đáng sợ phóng lên trời chiến ý của hắn cùng kiếm ý dung hợp lại, hóa thành một thanh thần kiếm, thật giống như ngay cả bầu trời cũng có thể chém ra. Trong lòng lăng hàn thầm than, chỉ lấy kiếm đạo mà nói, trình độ của đối phương xác thực ở trên hắn, bởi vì đối phương chuyên nhất mà hắn tu luyện quá hỗn tạp, luyện đan chiếm một khối rất lớn, hơn nữa còn có nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám. Có điều, chính bởi vì những đồ vật thượng vàng hạ cám kia mới có hắn bây giờ. Lăng Hàn không có lấy tiên ma kiếm, mà hai tay ngưng quyền, thần văn hiện lên ở trên nắm tay, để hai nắm đấm phóng to vô hạn như núi lớn ta đập hắn trước tiên khởi sướng công kích lang hàn ra tay song quyền vung vẩy như hai tòa núi cao đập tới trương hoành oanh nắm đấm vẫn không có đập tới khí tức đáng sợ giật tán để trời cao đổ nát tinh vân thất sắc đệ tử của ngũ tông vội vã bỏ chạy dù cho là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị thậm chí trung cực vị đại cực vị cũng không dám tiếp xúc nắm đấm thép như vậy dính đến một chút liền bị trọng thương chương 1352, kiếm của ai càng mạnh hơn. Thể phách của Lăng Hàn có thể so với thần thiết cấp 7, thậm chí còn có thể đi lên một ít, chiến pháp như vậy có thể đầy đủ lợi dụng đặc điểm của hắn, khai phá ra ưu thế bản thân. Nắm đấm thép kéo tới, Trương Hoành không chút kinh sợ, trường kiếm vút qua, chém về phía bầu trời, soạt, một đạo kiếm khí phá không mà đi, chém ở trên hai tòa núi lớn, vù một tiếng, hai nắm đấm của Lăng Hàn bị đàn hồi trở lại. Mạnh, về mặt lực lượng, Hiển nhiên Trương Hoành chiếm ưu thế, cảnh giới của hắn cao hơn Lăng Hàn rất nhiều, bản thân là thiên tài tứ tinh, bởi vậy, lực lượng lục tinh của Lăng Hàn bị gạt mất tứ tinh, chỉ còn hai tinh là không cách nào bù đắp được chênh lệch về cảnh giới. Vạn năm trước, ngươi không phải đối thủ với ta, hiện tại, ngươi cũng sẽ không phải đối thủ của ta." Trương Hoành ngạo nhiên nói, "Dịch kiếm mà ra, hắn cũng không có đi con đường nhân khí hợp nhất, một là hắn vẫn không có đạt đến đại viên mãn, hai là hắn có dã tâm, không muốn dừng ở Nhật Nguyệt Cảnh mà muốn trở thành hàng hà cảnh, bởi vậy tự nhiên không cam lòng dung hợp Nhật Nguyệt vào trong thần khí, tự đoạn con đường tu vi thăng cấp. Lăng Hàn cười ha ha nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói, hiện tại ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, trong vòng 10 chiêu, ta chém đầu ngươi." Trương Hoành xuất kiếm, một kiếm vung ra, thật giống như thiên địa đại thế vận chuyển theo, trấn áp tới Lăng Hàn. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, chỉ lấy kiếm đạo mà nói: Trương Hoành thật có tư cách xưng một tiếng kiếm đế, cực kỳ mạnh. Chỉ là, hắn cũng không kém. lang Hàn hóa quyền thành chỉ, xèo xèo xèo, hóa thành từng đạo từng đạo kiếm khí bén nhọn, nghênh tiếp về phía Trương Hoành. Lôi đình kiếm pháp, dù hiện tại lôi đình kiếm pháp còn không phải đại thành, nhưng xưng một tiếng tiểu thành hẳn không có vấn đề gì, gồm cả nhanh phá hoại quy tắc, mạnh phù hợp đại đạo, còn có một tiêu uy lực của thiên kiếp. Dù cho không cần tiên ma kiếm chém ra, cái này vẫn như chân long xuất thế, tràn ngập khí phách nghiền ép thế gian, Trương Hoành không khỏi biến sắc, hắn là kiếm tu, một đời tinh thông kiếm, say mê kiếm, đối với kiếm đạo có cực kỳ si mê, mặc dù Lăng Hàn lấy chỉ làm kiếm, nhưng để hắn cảm ứng được kiếm ý vô tận. Kiếm ý này, vượt xa lĩnh ngộ của hắn, hắn khiếp sợ không thôi, phải biết tuy hắn tự cắt danh xương kiếm đế, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ kiêu ngạo, cho rằng mình thiếu chỉ là cảnh giới, đánh nhau cùng cấp, hắn chắc chắn vung kiếm chém xuống bất luận tinh thần cảnh, hằng hà cảnh nào. Nhưng tự đắc như vậy, ở trước mặt kiếm ý của Lăng Hàn lại sụp đổ. Năm xưa, người này ở trong mắt hắn căn bản không xưng được đối thủ, lại ở trên kiếm đạo vượt qua mình. Hắn không thể tiếp thu, trương hoành hét dài một tiếng, trường kiếm vận chuyển, hoàn toàn phát huy kiếm đạo của hắn, kiếm khí như bay, hóa thành vô số lưỡi dao sắc màu đen, chém về phía Lăng Hàn, lít nha lít nhít như mây đen. Lăng Hàn không sợ, cùng đối phương cứng đối cứng, người của ngũ tông đều nhìn chằm chằm, đại bộ phận người nơi này chưa từng thấy Lăng Hàn, chỉ nghe nói qua hung danh của hắn, lúc này trong lòng không khỏi ngơ ngác, người này lại có thể chiến ngang tay với Trương Hoành, thực sự là kinh người. Tuy tu vi của Trương Hoành chỉ là đại cực vị, nhưng sức chiến đấu bão tố tiến vào đại viên mãn, rất nhiều cường giả lâu năm cũng không phải đối thủ của hắn, được khen là tân tinh mạnh nhất thiên kiếm cung, có thể ngang hàng thiên phượng nữ. Nhưng, thực lực của Lăng Hàn cũng chỉ như vậy, dựa vào cái gì để tông môn thận trọng như thế, thậm chí phát động toàn bộ cường giả, chỉ vì vây giết người này. Người xem, rõ ràng là Trương Hoành chiếm thượng phong A, chỉ cần tiếp tục đánh như thế không ngừng, thua nhất định là Lăng Hàn. Một Trương Hoành liền có thể làm được, hà tất động can qua như vậy. Nhưng Trương Hoành biết, hắn xác thực chiếm thượng phong, nhưng này là lấy cảnh giới cao hơn, lực lượng mạnh hơn áp chế Lăng Hàn, chỉ luận kiếm pháp tuyệt diệu, hắn thua. Tại sao có thể có kiếm pháp như vậy, đem nhanh cùng mạnh kết hợp đến hoàn mỹ? Lòng hắn cực kỳ ngứa ngáy, đối với một kiếm si mà nói, hắn thậm chí sẵn lòng trả bất kỳ đánh đổi chỉ muốn biết huyền bí trong đó được rồi nếu tài năng của tiểu tử này chỉ có thế cùng tiến lên bắt hắn một lão giả ở bên cạnh lược trận hắn quan sát một lúc lâu phát hiện thực lực của lăng hàn chỉ bình thường liền yên tâm bọn họ không phải đến cùng lăng hàn đơn đả độc đấu mà là muốn tiêu diệt ác ma tương lai có khả năng giao động căn cơ của ngũ tông này mấy tồn tại đại viên mãn đều cất bước về phía trước bọn họ biết trên người lăng hàn còn cất dấu bí mật to lớn có khả năng để ngũ tông nhất phi trùng thiên, ở ngày sau bước vào tinh thần cảnh, thậm chí hàng hạ cảnh. Lui ra, thiên phượng thần nữ quát lên, oanh, phía sau nàng lộ ra hư ảnh phượng rực dài hơn một giặc, nhưng thiêu đốt hỏa diễm chân chính, chiếu dọi dung nhan tuyệt thế của nàng, như một vị nữ chiến thần. Thiên phượng nữ, người thật muốn ăn cây táo rào cây sung. Có vài lão giả lớn tiếng trách mắng, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Ở bọn hắn nghĩ đến, thiên phượng nữ có thành tựu hiện tại, tự nhiên đều là công lao của tông môn, nhưng đối phương không chỉ không đền đáp tông môn thậm chí còn bao che kẻ địch lớn nhất của ngũ tông chuyện này quả thật là thí sư đến cực hạn lại tiến lên một bước chính là kẻ thù của ta thiên phượng thần nữ uy nghiêm đáng sợ nói nàng hầu như không có cầm chỗ tốt gì của vân phượng tông như nhất giới đan nàng là hoàn toàn bài xích có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trở thành nhật nguyệt cảnh đại viên mãn hoàn toàn là bởi vì huyết mạch của nàng thức tỉnh mấy lão nhân liếc nhìn nhau đều gật đầu bọn họ tuyệt đối tuyệt đối không thể bỏ qua Lăng Hàn, vạn nhất tiểu tử này từ đây mai danh ẩn tích, qua mấy vạn năm lại xuất hiện, vậy làm sao bây giờ? Lấy trình độ yêu nghiệt của tiểu tử này, đến thời điểm đó chỉ cần đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, liền đủ để bình định ngũ tông. Lão Phu, Lão Tiền, các người kiềm chế thiên phượng nữ, những người còn lại theo Lão Phu đồng loạt ra tay, bắt tiểu tử kia. Được, mấy lão giả phân phối xong nhiệm vụ, liền bắt đầu thực thi. Thiên phượng thần nữ giận dữ, phượng rực sung lên, thần diễm bay múa, tỏa ra uy thế vô tận. Cảnh giới của nàng chỉ là đại viên mãn, nhưng bởi vì huyết mạch, ngọn lửa của nàng có một tia chân phượng uy, tự nhiên cực kỳ đáng sợ. chương 1353, tương lai tái chiến. Đây là áp chế trên cấp độ, để mấy lão giả kia đồng thời rên lên một tiếng, lộ ra vẻ khó chịu. Bọn họ cũng không nói gì, đối đầu loại sinh linh huyết mạch cao đẳng này, còn không đánh cũng đã trước tiên yếu đi ba phần. Thiên phượng thần nữ chủ động ra tay, một trưởng vỗ ra, chỉ nghe một tiếng phượng lệ, một con phượng gieo hò bay ra, đập cánh mà động, cả người quấn quanh thần diễm, giết về phía người của ngũ tông. Giết, người của ngũ tông cũng lớn tiếng quát lên, nếu thiên phượng nữ u mê không tỉnh, liền cùng một chỗ giết. Người của ngũ tông nghĩ rất đơn giản, thiên phượng nữ cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, vậy những người bọn họ cùng tiến lên, không nói chấn áp nàng, chỉ ít cũng có thể nhốt nàng lại. Nhưng bọn họ hiểu rõ thiên phượng thần nữ còn dừng lại ở mấy ngàn năm trước. Mấy ngàn năm trước, thiên phượng thần nữ trả hết ân tình của Vân Phượng Tông, lựa chọn thoái ẩn. Lúc trước, nàng chỉ là nhật nguyệt cảnh đại cực vị mà thôi. Mà qua nhiều năm như vậy, Ngô Tông đều biết nàng bước vào đại viên mãn, nhưng nhiều lắm đoán nàng là tiền kỳ hoặc trung kỳ, dù sao cảnh giới càng cao, muốn tiến thêm một bước sẽ càng khó khăn. Nhưng trên thực tế, thiên phượng thần nữ là đại viên mãn đỉnh cao, hơn nữa còn là thiên tài tứ tinh. Ở trước mặt nàng, đại viên mãn đỉnh cao phổ thông cũng bị một chiêu miểu sát, huống chi vẫn không có đạt đến đỉnh cao. Hỏa phượng cuốn qua, một mảnh kêu cha gọi mẹ, tất cả mọi người chạy chối chết, ngay cả mấy tồn tại đại viên mãn cũng không dám chống đỡ, không ai không dồn dập lùi về sau. Chuyện này sao có thể, chỉ là một thiên phượng nữ liền không bắt được, vậy làm sao lướt qua nàng bắt lăng hàn. Sao viện binh còn chưa tới, một lão giả hận hận nói, đây là phí lời, hiện tại người của ngũ tông phân tán ở toàn bộ chiến trường hai giới tìm kiếm lăng hàn, thành viên muốn nhận được tin tức liền không phải chuyện ngày một ngày hai, huống chi còn phải chạy tới. Nhưng hiện tại bọn họ nhiều người như vậy lại không làm gì được hai người lăng hàn, tự nhiên để hắn tức điên. Trương Hoành đột nhiên thu kiếm nói, đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Không phải, lăng hàn lắc đầu, thể phách mạnh mẽ của hắn còn không có đất dụng võ, chứa nói chi là sức khôi phục. Còn nữa, hắn còn có nhân quân đoạt hồn hoa, tuy nó đối với kiếm tu không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng lá bài tẩy của hắn xác thực rất nhiều, chỉ ít đan dược vẫn không có cắn qua viên nào. Trương Hoành ngửa đầu nhìn bầu trời, hắn đúng là chiếm thượng phong, nhưng làm sao cũng không cách nào áp chế Lăng Hàn, đối phương nắm giữ sức co giãn kinh người, mặc hắn áp chế tàn nhẫn ra sao cũng có thể đàn hồi trở về. Hắn gật gù nói, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ lưu lạc thiên nhai, tìm kiếm kiếm đạo chân chính thuộc về mình, một ngày kia đại thành, ta sẽ tìm đến ngươi, hy vọng khi đó ngươi còn chưa chết. Lăng Hàn cười ha ha nói, được, nếu ở đây không tìm được ta có thể đi hợp ninh tinh đại lăng triều kia là địa bàn của ta ta nhớ kỹ trương hoành gật gù hắn thu kiếm xoay người liền đi cực kỳ hào hiệp trương hoành các đại nhân vật của ngũ tông gào thét tại sao lại ra một gia hỏa ăn cây táo rào cây sung nữa Lăng hàn cười nói các ngươi phải cảm tạ hắn lưu lại cho các ngươi một viên hỏa trùng bởi vì các ngươi đều sẽ bị ta san bằng tiểu tử người chỉ là bám nữ nhân huy phong có cái gì đáng đắc ý có đại nhân vật nhìn Lăng Hàn quát lên, nỗ lực kích tướng Lăng Hàn, để hắn bảo thiên phượng nữ không nhúng tay. Lăng Hàn cười ha ha nói, nếu như các người không phục, cũng có thể đi dựa dẫm nữ nhân A, ta không ngại. Đệt, người của ngũ tông đều tức điên mũi, mấu chốt nhất chính là, thiên phượng nữ nguyên bản là người của bọn họ A, lại bị Lăng Hàn lừa gạt, điều này làm cho bọn họ hận đến nghiến răng. Ngày hôm nay lại thua một chút lợi tức, Lăng Hàn dung sắc lạnh lùng, những người này nếu tu luyện bình thường, làm sao có khả năng ở cái tuổi này bước vào nhật nguyệt cảnh? đây nhất định là dùng nhất giới đan, giết không tha, thân hình của lăng hàn giết ra, mười ngón công kích, xeo xeo xeo, từng đạo kiếm khí bay ra như là mưa kiếm. a à, đệ tử của ngũ tông nhất thời ngã xuống, sức chiến đấu không có vượt qua đại viên mãn, thì làm sao có khả năng chống được công kích như vậy? một đạo kiếm khí liền bị chém sinh cơ. mấy lão giả giận dữ, muốn vây công lăng hàn giải nguy cơ cho môn nhân, nhưng thiên phượng thần nữ vỗ cánh mà động liệt diễm phần thiên để những người này không thể không dừng lại toàn lực đối kháng đối thủ mạnh mẽ này chỉ là mấy nháy mắt ngoại trừ mấy lão giả ra đệ tử của ngũ tông toàn bộ ngã xuống lăng hàn không có ra tay nữa tuy thiên phượng thần nữ cắt đứt với ngũ tông nhưng hiển nhiên vẫn không có nhẫn tâm đến mức độ hạ sát thủ mà lăng hàn lại không muốn miễn cưỡng nàng mình lại giết không xong mấy lão giả còn lại vậy tự nhiên là ngừng tay đi lăng hàn ôm eo của thiên phượng thần nữ để thân thể mềm mại của hung bà nương này khẽ run lên trên mặt hiện lên mãnh liệt đỏ ửng chi nhưng tiểu thú trong lòng nàng lại nhe răng với lăng hàn tựa hồ cảm giác được uy hiếp nam nhân này muốn theo chân nó cướp nguội tử kêu la cái gì lăng hàn cho tiểu thú một cái cốc đau đến tiểu thú ôm đầu kêu gọi ngươi không nên luôn bắt nạt nó thiên phượng thần nữ bất mãn nói phải nhớ nhung mười ngàn năm còn không sánh bằng một tiểu thú chỉ gặp mấy cái canh giờ thật thất bại lăng hàn nhìn chằm chằm tiểu thú này thầm nghĩ chờ con thỏ cùng lão nhân xâm đến, sẽ xui khiến hai tên này làm thịt nó, ăn một bữa thịt yêu thú minh giới. Lại cùng hắn cướp thê tử, tiểu thú bị hắn nhìn chằm chằm cả người phát lạnh, không khỏi run cầm cập. Mà mấy lão giả của ngũ tông thì tức giận đến sôi lên, người nói các ngươi chiếm thượng phong cũng thôi, lại còn ở trước mặt bọn họ liếc mắt đưa tình, đây là miệt thị bọn họ đến cỡ nào. Nhưng thiên phượng thần nữ là một tòa núi cao không thể vượt qua, Nhất định phải đến một vị đại năng chân chính mới có thể đối kháng nàng, chỉ mấy người bọn hắn còn thiếu rất nhiều, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ nghênh ngang rời đi, không ai có thể bắt hai người này. Có điều, Thiên Phượng thần nữ cùng Lăng Hàn đi ra một khoảng cách, liền cùng hắn cáo biệt, bởi vì kỳ nghỉ của nàng đã hết, nhất định phải trở về quân doanh. Dù sao cũng là quân nhân, chỉ cần một ngày không rời quân đội, nàng liền không thể tới lui tùy tâm. Chương 1354, quy mô lớn xâm lấn nhưng bởi vì có tạ gia uy hiếp thiên phượng thần nữ ở trong tử nguyệt quân đoàn hẳn là an toàn nhất bằng không nàng cũng chỉ có thể ở trong hắc tháp cái này cũng tương tự hạn chế tự do của nàng tiểu thú đương nhiên bị thiên phượng thần nữ ôm đi coi như nàng chịu cho lăng hàn phỏng chừng tiểu thú cũng không dám theo a bất cứ lúc nào cũng có thể bị làm thịt lăng hàn tiếp tục du đáng, hắn khai thiên được thiên địa ban phúc vào lúc này cũng phát huy ra không ngừng nhặt được giới linh thạch hơn nữa còn có một quy luật đó chính là hắn ở địa phương quy tắc thần giới chiếm ưu rất dễ dàng tìm được giới linh thạch, nhưng ở địa phương minh giới chiếm ưu, hắn sẽ không có một chút xíu thu hoạch. Cái này suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng, bởi vì hắn được thiên địa khí vận gia thân là đến từ thần giới, cùng minh giới không có chút quan hệ nào, bởi vậy ở địa phương quy tắc minh giới chiếm ưu thế, phúc vận của hắn liền không khác người bình thường. Có phát hiện như vậy, Lăng Hàn liền tận lực tìm kiếm ở nơi quy tắc thần giới chiếm ưu thế, quả nhiên, hắn thu hoạch càng ngày càng nhiều ngăn ngắn một tháng lại nhặt được chín khối giới linh thạch, tuy đều chỉ như ngón út, nhưng nói ra đã có thể hù chết người. Ngày đó, hắn hội hợp con thỏ cùng lão nhân sâm, thời điểm đang du đáng, lại đột nhiên phát hiện đại địa kịch chấn, thật giống như núi lở. Mẹ kiếp, đó là đại quân của minh giới. Phía trước, xuất hiện một chi quân đội, có ít nhất vạn người, hơn nữa thấp nhất đều là nhật nguyệt cảnh, càng có chí ít trăm tên tinh thần cảnh. Minh giới này là muốn toàn diện khai chiến sao, một chi đại quân trăm vạn xuất hiện, tất cả đều là nhật nguyệt cảnh, càng có tinh thần cảnh xuất lĩnh, đội hình như vậy thật đáng sợ, đủ để quét ngang một phương. Càng khiến người ta run sợ là, ngay cả tinh thần cảnh cũng phát động rồi, hằng hà cảnh còn có thể xa sao. Một hồi đại kiếp nạn muốn dáng lâm sao, khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co giật, hắn là tai tinh sao, chạy đến nơi nào nơi đó liền loạn. Hừ, trong đại quân minh giới, có người phát hiện Lăng Hàn, lập tức liền có hơn trăm người chạy vội tới, mỗi người giật động binh khí, tỏa ra tà khí ngập trời lăng hàn quyết định thật nhanh chạy hơn trăm người kia hắn cũng không có để ở trong lòng nhưng trong trận doanh đối phương có tinh thần cảnh đây là hắn tuyệt đối không thể ngang hàng không thể đấu dũng con thỏ cùng lão nhân sâm đều là tồn tại thành tinh căn bản không cần lăng hàn nhắc nhở đã sớm nhanh chân chạy xa rồi mẹ kiếp các ngươi thật giảng nghĩa khí a lăng hàn vội vã triển khai trích tinh bộ thực lực ngươi mạnh nhất ngươi không ở lại cản hậu thì ai vào đây nữa lão nhân sâm nói đúng vậy con thỏ cũng nói Ngừng lại, người của minh giới đuổi theo, khí thế hùng hổ, nhưng bọn họ càng đuổi càng xa, tốc độ kém quá nhiều. Ba người lăng hàn chạy ra thật xa, còn tưởng rằng đã thoát khỏi uy hiếp của minh giới thì, chỉ nghe một tiếng hử nhẹ, ở phía trước bọn hắn vô thanh vô tức xuất hiện một người. Hắn toàn thân áo trắng, phong thần tuấn lãng, mười phần mười Mỹ nam tử, nếu không có khí thức tả ác như sông lên mây xanh, hắn cùng sinh linh của thần giới khác nhau ở chỗ nào. Nhưng khí thức tả ác mạnh mẽ như vậy, nói rõ cảnh giới của đối phương cũng cao đến đáng sợ. Tinh thần cảnh, trong lòng lăng hàn sợ hãi, hai tay thò ra, một bên nhấc lên con thỏ, một bên nắm lão nhân sâm, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn vào trong hắc tháp, bị cường giả như vậy nhìn chằm chằm, hắn đã không thèm để ý có thể lộ ra bí mật của hắc tháp hay không. Không cần xuất sắng, chỉ muốn hỏi các ngươi một việc. Nam tử mặc áo trắng này cười nói, hàm răng trắng như tuyết, mị lực mười phần. Lăng Hàn cũng cười nói, vậy hỏi xong thì sao, Tự nhiên là giết, quan hệ quá lớn, không thể lưu một người sống. Bạch Hy Nam từ tốn nói, đệt, Lăng Hàn cười ha ha nói, tốt lắm, ta liền tạm nghe một chút, người trẻ tuổi, gan của ngươi rất lớn. Nam tử mặc áo trắng nhìn chằm chằm Lăng Hàn mấy lần, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người tu luyện công pháp gì, lại có thể để thân thể phản lão hoàn đồng. Nhãn lực của tinh thần cảnh đương nhiên một chút liền có thể nhìn thấu lăng hàn ngụy trang, không giống thiên phượng nữ, chỉ cảm thấy Lăng Hàn có gì đó không đúng, nhưng không biết cụ thể vì sao. Lăng Hàn nghiêm mặt nói, ta tu luyện chính là lên trời xuống đất, quán cổ tuyệt kim, có một không hai, thiên nhất huyền công. Nam tử mặc áo trắng cười to nói, người trẻ tuổi thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Cũng được, ta liền trực tiếp rút hồn của ngươi, bí mật gì cũng vừa xem hiểu ngay. Hắn lấy tay ép tới Lăng Hàn, trưởng lực vẫn không có tập kích đến, khí thế đáng sợ đã áp chế Lăng Hàn không thể động đậy mảy may. Đây chính là tinh thần cảnh, mặc ngươi lại thiên tài tuyệt diễm cũng không cách nào đối kháng. Đáng tiếc, hắn chỉ là lấy khí thế áp chế Lăng Hàn, mà không phải dùng ý chí võ đạo nhốt lại Lăng Hàn. Vèo, bóng người lóe lên, Lăng Hàn, con thỏ, lão nhân sâm cùng nhau biến mất. Ồ, nam tử mặc áo trắng lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là tình huống thế nào, làm sao ba cái sống sờ sờ cùng nhau biến mất. Nếu là thuấn di phù, hắn có thể bắt được gợn sóng xé rách không gian a không gian thần khí ánh mắt hắn đảo qua không gian thần khí coi như lại nhỏ cũng có thể có dấu vết lần theo nhưng mặc hắn tra như thế nào cũng không tìm được bất kỳ đồ vật khác thường gì ta không tin hắn tóm lấy thổ địa trong phạm vi trăm dặm sau đó lấy đại năng lực luyện hóa thành hư vô như đãi cắt tìm vàng còn lại cuối cùng chính là không gian thần khí tinh thần cảnh quá mạnh mẽ mà bùn đất nơi này là phàm thổ làm sao có khả năng chống lại hắn luyện chế dễ dàng liền bị luyện thành cho, chỉ cần ba ngày mà thôi. Mà khi cả khối đại địa biến mất, nam tử mặc áo trắng cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có tìm được không gian thần khí, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ không phải trốn vào trong không gian thần khí, nhưng càng không thể là thuấn di phù. Hắn tự lẩm bẩm chưa từ bỏ ý định bắt đầu tìm kiếm ở phụ cận, nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì. Nếu đổi thời gian, hắn không ngại ở đây tìm 2-3 năm, ngược lại tuổi thọ của tinh thần cảnh cực kỳ dài lâu. Nhưng lần này, hắn có nhiệm vụ trong người, trước tiên giải quyết chính sự, hắn làm ra quyết định, một bước bước ra, đã đi xa hơn trăm dặm. Chương 1355, lợi dụng việc công trả thù riêng thưởng. Đám người Lăng Hàn đều thở dài một hơi, nếu như tên này quyết định ở đây bảo vệ, vậy bọn họ căn bản là không dám ló đầu ra. Kỳ quái, minh giới làm sao lại đột nhiên xâm lấn quy mô lớn? Lăng Hàn tràn đầy không rõ, tuy nơi này là chiến trường hai giới, chiến đấu là quan điểm chính giết chóc cùng bị giết là chủ đề vĩnh viễn bất biến có thể điều động trăm vạn nhật nguyệt cảnh thậm chí còn có tinh thần cảnh gia nhập vậy thì không phải trò đùa trẻ con mà là muốn nhắc lên đại quyết chiến a nếu như chỉ là tinh thần cảnh còn được vạn nhất ngay cả cường giả hằng hà cảnh cũng xuất hiện vậy tinh thần cảnh cũng chỉ có thể nói là bia đỡ đạn lang hàn nghĩ đến thiên phượng thần nữ hiện tại đối phương ở trong tử nguyệt quân một khi chiến tranh bạo phát quân nhân nhất định phải ra chiến trường Mặc kệ người có xuất ngũ hay chưa, ở dưới đại thế như vậy, nhất định phải chiến đấu. Không được, ta phải lập tức chạy trở về. Lang Hàn làm ra quyết định, hắn ra hắc tháp, xuất phát về phía Lang Nha Thành. Tam đại quân đoàn đều đóng quân ở ngoài Lang Nha Thành, lấy thế đối chọi bảo vệ trận tuyến sắt thép này. Một khi thất thủ, đại quân của minh giới liền có thể tiến quân thần tốc, xâm chiếm toàn bộ vân đính tinh. Hắn một đường như bay, rất nhanh liền đi tới nơi đóng quân của tử nguyệt quân đoàn, nhưng đến nơi này mới phát hiện, toàn bộ nơi đóng quân rõ ràng đều trống rỗng. Hiển nhiên, từ nguyệt quân đoàn đã điều động, đi đối kháng minh giới xâm lấn. Sự tình nghiêm trọng rồi, thật giống như so với ta dự đoán còn bết bát hơn. Lăng Hàn trầm ngâm, xem ra minh giới đã phát động cường giả hàng hạ cảnh, bằng không tử nguyệt quân đoàn không thể điều động toàn bộ. Trước tiên đi Lang Nha Thành tìm hiểu tình huống, hắn đi về phía Lang Nha Thành, vừa vào thành liền gặp phải kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, mà trong thành cũng tràn ngập khí thức sơ sát trên đường cái không còn náo nhiệt như ngày xưa, mỗi người vội vã mà đi, trên mặt có vẻ yêu lo. Lăng Hàn gọi lại một người đi đường Tu Vi Sơn Hà Cảnh, trước tiên ném cho hắn một khối chân nguyên thạch, sau đó hỏi. Gần đây xảy ra chuyện gì, tại sao sốt sắng như vậy? Người kia tiếp nhận chân nguyên thạch, vội vã cất đi, cung kính nói. Đại nhân, người hẳn mới từ bên ngoài trở về nên không biết, minh giới xâm lấn quy mô lớn, do ba vị cường giả hàng hà cảnh thống quân, một ngày đẩy mạnh mấy ngàn dặm sắp đánh tới Lan Nha Thành rồi ba tên cường giả hằng hà cảnh hí chẳng trách Tử Nguyệt quân đoàn toàn thể phát động e là hai đại quân khác cũng như thế bằng không làm sao chịu nổi ba vị cường giả hằng hà cảnh xuất lĩnh trăm vạn đại quân chiến tranh toàn diện muốn bạo phát sao Minh Giới xâm lấn quy mô lớn Lan Nha Thành đã phát ra thông cáo tất cả mọi người phải ở trong vòng ba ngày sau khi nhận được tin tức đi tới Tam Đại Quân Đoàn đưa tin tiếp thu chỉ huy cùng chống đỡ Minh Giới lần này không có chuyện đã xuất ngũ hay chưa xuất ngũ công huân hay không công huân chỉ cần là cường giả thần giới còn ở trên chiến trường này đều có nghĩa vụ đối kháng minh giới mặt khác khẩn cấp thông báo lên trên không bao lâu nữa sẽ có càng nhiều cường giả đến minh giới thoáng cái tăng quy mô chiến đấu lên tới cấp bậc này nhất định phải điều động toàn bộ cường giả của vân đính tinh mới có thể đối kháng lang hàn cũng lập tức đi tới tiền tuyến đối kháng minh giới xâm lấn người người có trách nhiệm đây là hai thế giới va chạm nếu như vân đính tinh thật bị minh giới chiếm lĩnh, vậy chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán. Minh giới sẽ không luyện vân đính tinh thành nhất giới đan, nhưng khác biệt cũng không lớn, sẽ có vô số sinh mệnh tử vong. lang Hàn đi tới tiền tuyến, chỉ thấy nơi này đang có hai chi đại quân đối lập. Một phương tự nhiên là thần giới, do tử nguyệt quân, trường phong quân, la hán quân tạo thành, cũng thêm vào lượng lớn tán binh, tạo thành đại quân khoảng 700.000 người, nhưng chất lượng nhân viên tranh lệch không đồng đều. Có sơn hà cảnh, cũng có nhật nguyệt cảnh, nhưng Sơn Hà Cảnh chiếm một nửa Giang Sơn, để chất lượng cả chi quân đội trượt giá rất nhiều, xa xa không thể so với một phương khác. Còn đại quân của Minh Quân, số lượng đạt đến trăm vạn, hơn nữa tất cả đều là Nhật Nguyệt Cảnh. Như thế một đôi so sánh, liền có thể thấy được lần này Minh Giới phát động lực lượng kinh khủng thế nào, nắm giữ ưu thế quét ngang. Vào giờ phút này, Lăng Hàn cũng không kịp nhớ tư tình, không có lập tức đi tìm thiên phượng thần nữ, mà tiến vào quân doanh báo danh, không có đặc thù gì, nguyện ý nghe chỉ huy làm một binh lính hợp lệ minh giới liên tiếp phát động mấy lần công kích nhưng đều khống chế quy mô chiến đấu chỉ có mấy tinh thần cảnh tham dự chiến đấu cái khác đều là nhật nguyệt cảnh đây là đang thăm dò sao mọi người đều không quan tâm điểm ấy mỗi người đều hy vọng viện binh nhanh chạy tới chỉ bọn họ là không thể chặn đại quân của minh giới mà người thông minh thì càng không rõ tại sao minh giới lại đột nhiên xâm lấn quy mô lớn phải biết cường giả minh giới tiến vào thần giới căn bản không thể tuyên chuyển quy tắc thần giới, sức chiến đấu làm sao cũng phải rơi xuống ba bốn tinh, cái này ở trong đối kháng thế lực ngang nhau hoàn toàn là hành động tìm chết. Hơn nữa, thần giới cũng chưa chắc yếu hơn minh giới, người xâm chiếm lớn như vậy thật được sao? Có thể, nơi này của chúng ta có một bảo tàng kinh thế, ngay cả đại năng của minh giới cũng động tâm, liền phát động chiến tranh, muốn chiếm lĩnh nơi này. Có thể làm cho đại năng hằng hà cảnh động tâm, bảo tàng này làm sao cũng phải là cường giả hằng hà cảnh đại viên mãn lưu lại, thậm chí là truyền thừa của thánh nhân. Nhất định là như vậy, suy đoán như vậy rất có thị trường, rất nhanh truyền khắp quân doanh, cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu tính kế vật, muốn đi tìm bảo tàng, nếu như đúng là thánh nhân lưu lại, vậy một bước lên trời cũng không phải là không có khả năng. Chiến tranh vẫn chưa bộc phát, thì có rất nhiều người tâm tư sai lệch, ba vị chủ soái không thể không chém mấy người nhảy lợi hại nhất, chỉnh đốn quân kỳ. Tán binh nhiều lên, chính là cái này không được, không có quan niệm đoàn đội gì, rất dễ dàng liền lộ ra một mặt ích kỷ. Sau đó, đại quân minh giới lần thứ hai phát động mấy lần công kích, nhưng chỉ có thể nói là tiếng sấm mưa to chút ít, trước sau khống chế ở kích thước nhất định. Mà theo thời gian trôi đi, viện binh của hai đại đế triều cũng cuồn cuộn không ngừng chạy tới. chương 1356, lợi dụng việc công trả thù riêng hạ. Theo càng ngày càng nhiều cường giả đến, con đường minh giới xâm lấn tựa hồ sẽ đình chỉ, mà điều này cũng làm cho đại bộ phận người tin tưởng, minh giới xâm lấn tuyệt đối không phải vì thổ địa của Vân Đính Tinh, mà là truyền thừa của hàng hà cảnh thậm chí thánh nhân. Lăng Hàn, đại đội trưởng mới tới muốn gặp ngươi, một tên binh lính chạy tới, nhìn Lăng Hàn chuyện đạt mệnh lệnh. Hết thảy tán binh đều không có sắp xếp vào trong quân chính quy, bọn họ cũng không có được qua huấn luyện, dù cho thực lực cá thể mạnh đến đâu cũng không được, căn bản không thể hòa vào trong chiến đấu tập thể, miễn cưỡng nhét bọn họ vào, chỉ có thể đưa tới hiệu quả ngược. Bởi vậy, hết thảy tán binh bị phân chia thành một đại quân độc lập, vạn nhất phát sinh nổi loạn, vậy ảnh hưởng cũng chỉ là quân đoàn này mà không thể giao động sức chiến đấu của quân chính quy. Đại đội trưởng mới tới, Lăng Hàn cảm giác thấy hơi kỳ quái, hắn nhận ra đối phương sao, làm sao đột nhiên nói muốn gặp mình. Vậy thì đi gặp một chút đi, hắn theo binh sĩ kia, đi tới trước một lều lớn, binh sĩ dừng lại, cung kính nói. Đại nhân, Lăng Hàn đã tới, cái lều vải này rất lớn, cho thấy địa vị người kia không tầm thường. Để hắn đi vào bên trong truyền ra một thanh âm ồ thanh âm này có chút quen tai lăng hàn thầm nói binh lính mở lều vải ra bên trong nhất thời có một người đi ra tạ đông lai chẳng trách thanh âm này quen thuộc như vậy chẳng trách hắn muốn gặp mình hóa ra là đến trả đũa ha 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 hà, lăng hàn không nghĩ tới đi nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt tạ đông lai cười lạnh nói khắp khuôn mặt là vẻ hài hước hắn vốn định bế quan sung kích tinh thần cảnh chờ sau khi đột phá lại đi tìm lăng hàn thuận tiện chém giết vô diện, đòi lại mặt mũi ném mất. Nhưng tuyệt đối không ngờ, mình giới lại đột nhiên xâm lấn quy mô lớn, ngay cả tạ đại tướng quân cũng phát động, mà hắn bởi vì là tạ gia thế tử, nên được vị trí đại đội trưởng này. Càng vừa vặn là, Lăng Hàn ở dưới quản lý của hắn, cái này tự nhiên để hắn đại hỉ, ngay lập tức liền kêu Lăng Hàn lại, muốn chiêu chọc một chút. Tại sao lại là ngốc điểu ngươi? Lăng Hàn không khỏi cười nói, vẫn không có ăn đủ vị đắng sao? Tạ Đông Lai không khỏi tức giận, nhưng lúc này hắn nắm chắc phần thắng nói. Ở đây, ta là tướng, ngươi là binh, ta nói cái gì, ngươi liền phải làm cái đó. Há, vậy đại đội trưởng có gì phân phó? Lang Hàn cười nói, đi, chuyển chút củi lại đây. Tạ Đông Lai hừ nói, hiện tại hắn chỉ chỉ huy Lang Hàn đến xoay quanh, một khi khai chiến với minh giới, hắn sẽ đưa Lang Hàn lên chỗ nguy hiểm nhất, mượn tay minh giới diệt trừ Lang Hàn. Tốt, Lang Hàn gật gù, xoay người rời đi. Tạ Đông Lai cười gần, thầm nghĩ dũng khí của người này cũng chỉ như thế, ngay lập tức liền kinh sợ. Hắn chờ, chờ Lăng Hàn cầm củi về, hắn còn có thể tiếp tục sai khiến đối phương đi làm cái khác, nếu như đối phương không thuận theo, hắn liền lấy quân kỳ xử trí. Ha ha, ai bảo hắn là quan chứ? Nhưng chờ chờ, sắc mặt của hắn càng ngày càng tối, bởi vì Lăng Hàn không trở về nữa. Tiểu tử này, lại dám kháng mệnh, hắn giận tím mặt, lúc này liền tới lều vải của Lăng Hàn. Lăng Hàn, hắn hét lớn, âm thanh cuồn cuộn như lôi, cho thấy trong nội tâm hắn phẫn nộ mãnh liệt. Một cái hống này, kinh động người chung quanh, không ít người dồn dập đi ra xem trò vui. Tại sao lại là ngốc điểu ngươi nữa? Lăng Hàn đi ra lều vải, ngươi dám kháng mệnh không tuân, ta muốn chỉ tội ngươi. Tạ Đông Lai lạnh lùng nói, đây là Lăng Hàn chủ động đưa nhược điểm đến trong tay hắn A. Xin hỏi đại đội trưởng, ta kháng lệnh gì? Lăng Hàn cười hỏi, hoàn toàn không để ý đến. Tạ Đông Lai không khỏi nghẹn lời, ở trước mặt mọi người, hắn không ngại ngùng nói để Lăng Hàn đi đốn củi sao. Cái này không phải chọc người cười sao, để cường giả nhật nguyệt cảnh đi đốn củi, cái chuyện cười gì. Hắn có thể trong âm thầm dần vặt Lăng Hàn, nhưng đưa lên mặt bàn lại không được, cái này không cần người tinh tường, chỉ cần thông minh một chút đều có thể nhìn ra hắn là đang cố ý làm khó dễ. Đây là một loại quy tắc ngầm, ta là cấp trên, ngươi là thuộc hạ, ta bảo ngươi mặc tiểu hài ngươi phải mặc, như nếu không, ta sẽ ở sau lưng không ngừng làm khó dễ, cho đến khi ngươi nhượng bộ mới thôi nhưng nếu nhường một bước sẽ có bước thứ hai bước thứ ba cho đến khi không thể lui được nữa vì lẽ đó nếu gặp phải loại người làm khó này dễ hoặc là thỏa hiệp nhận mệnh hoặc chính là một bước không cho chống lại đến cùng lăng hàn đương nhiên sẽ không thỏa hiệp lựa chọn chính diện chống đỡ sắc mặt của tạ đông lai tái xanh ở trước mặt mọi người bị thuộc hạ chống đối để trong lòng hắn cực kỳ khó chịu lăng hàn người đây là xem thường thượng cấp hắn lạnh lùng nói há hỏi ngươi một câu chính là xem thường thượng cấp ngươi cũng thật là uy phong lăng hàn cười ha ha nói bên ngoài trăm dặm chính là đại quân minh giới kính xin đại đội trưởng đi qua uy phong một hồi dọa chạy toàn bộ bọn họ đi muội muội ngươi a à, đừng nói hắn ngay cả tạ tiền xuất mã đại quân minh giới cũng không thể lui binh tạ đông lai nhìn chằm chằm lăng hàn trong lòng khó chịu cảnh giới của hắn chiếm ưu thế sức chiến đấu chiếm ưu thế bối cảnh chiếm ưu thế thậm chí hiện tại ở trên địa vị cũng áp chế lăng hàn sao còn quản lý không được người này? Hắn điềm nhiên nói, ngươi đã là thủ hạ của ta, vậy ta liền tới chỉ giáo ngươi một chút, miễn cho ngươi lên chiến trường, bị người làm thịt. Đại đội trưởng cũng thật là quan tâm săn sóc, lang hàn diếu cật nói, ít nói lại nhảy, ta thân là thượng cấp của các ngươi, có nghĩa vụ chỉ đạo các ngươi tu luyện. Tạ Đông Lai chỉ cảm thấy rốt cục bắt được trọng điểm, nếu thực lực của hắn mạnh hơn, vậy liền dùng lực lượng đi nghiền ép Lăng Hàn. Không muốn tiếp thu chỉ đạo cũng được, Đi chặt 10 ngàn gánh củi đến Trong vòng một ngày Hắn sợ Lăng Hàn lại âm nhận Dương Vi liền bỏ thêm một cái hạn chế thời gian Lăng Hàn cười nhạo nói Tạ Đại Thiếu muốn nhiều củi như vậy làm gì Muốn đốt chơi sao Vậy người phải từ trong nhà mang nhiều mấy người hầu lại Đến quân doanh còn chiêu trọc uy phong của công tử ca Thực sự là chuyện cười Thật can đảm Dám khiêu khích trưởng quan Đến để ta xem một chút Người có tư cách này hay không Tạ Đông Lai ra tay Vù bàn tay lớn duỗi ra lại nắm một phen, ép tới. chương 1357, mạnh bạo, nhất thời, áp lực đáng sợ bao phủ lăng hàn, muốn ép vỡ hắn, thậm chí ép quỳ xuống. Tu vi của hai người cách biệt hai cảnh giới nhỏ, lực lượng này chênh lệch là vô cùng lớn. Lăng hàn đứng ngạo nghễ dưới lực lượng bao phủ, cả người hắn tỏa ánh sáng, từng đạo từng đạo thần văn hiện lên, nhìn kỹ, là chín thần long, hơn nữa dáng dấp mỗi một con thần long đều khác nhau. Cửu long phách thể thuật, cái gọi là rồng sinh chín con, tất cả có sự khác biệt. Hiện nay chín thần long còn không phải hình thái chân long, có thiếu sừng, có thiếu chảo, theo thể thuật của Lăng Hàn tiến bộ mà không ngừng hoàn thiện. Cho đến khi chín thần long đều biến thành dáng dấp chân long, vậy nói rõ cửu long phách thể thuật của Lăng Hàn cũng đạt đến đỉnh cao, bước vào cấp bậc thánh nhân. Cái gì, chín chân long không giống, công pháp gì chỉ cần cùng chân long kéo lên quan hệ, vậy khẳng định cực kỳ lợi hại. Chẳng trách dám chống đối mạo phạm tạ Đông Lai, là thật sự có tài. Có điều, tranh lệch cảnh giới quá to lớn, nhất định sẽ bị chân áp. Lại nói tạ đông lai này cũng thật tiểu nhân, ở vào thời điểm này báo thù riêng. Mọi người xì xào bàn tán, có đồng tình với Lăng Hàn, cũng có xem thường tạ đông lai, nhưng không có một người đi ra khuyên can. Bọn họ đều là tán binh, bình thường nào có chút xíu giao tình, vậy hà tất đắc tội tạ đông lai ra mặt thay Lăng Hàn. Rất nhiều người trái lại tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt. Cửu Long phát huy, phun ra nuốt vào mây tía, tỏa ra thần uy, Lăng Hàn đứng ngạo nghễ như núi. Hắn cũng không chỉ tu luyện cửu long phách thể thuật, thần cốt cứng cỏi sắp tiếp cận thần thiết cấp 8, chỉ là áp lực của đại viên mãn cũng muốn hạn chế hắn. Vậy thì thật là đùa giỡn, tạ đông lai, người lăn qua lăn lại, là muốn nháo loại nào đây, lẽ nào thật sự muốn đốt lửa chơi sao? Lăng Hàn cười nói, đáng chết, tạ đông lai tự nhủ một tiếng, đường đường nhật nguyệt cảnh đại viên mãn ra tay, lại không thể để cho một trung cực vị nho nhỏ đi vào khuôn phép, hơn nữa còn có nhiều người bàng quan như vậy, để trên mặt hắn làm sao chịu được. Hắn biết Lăng Hàn quái lạ, chém giết Chu Lệ Vân, nhưng đó là hắn không ra tay bảo vệ, còn mượn nhân quân đoạt hồn hoa, đối với sức chiến đấu của bản thân Lăng Hàn, hắn là 10.000 cái xem thường. Bởi vì hắn chính là thiên tài tứ tinh, dù hai người đều là thiên tài tứ tinh, lẫn nhau trung hòa, hắn vẫn có hai cảnh giới nhỏ nghiền ép. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần xoay tay liền có thể trấn áp Lăng Hàn, thứ nhất có thể đánh mặt Lăng Hàn, tiết tư hận, thứ hai có thể kinh sợ những tán binh này, để bọn họ không dám không nghe lệnh thượng cấp. Không nghĩ tới, lăng hàn lại khó chơi như vậy, ngược lại làm cho hắn có chút tiến thoái lưỡng nan. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm bàn tán nổi lên bốn phía. Cầm miệng, tạ đông lai nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới lăng hàn, hai tay hóa thành chảo vồ tới. Oanh, hắn hiển nhiên vận dụng một môn bí thuật, hai chảo thò ra, hóa thành ma chảo màu đen kịt, lớn như phòng ốc, trên móng vuốt phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Tê cái này chẳng lẽ là hắc kim ma ưng chảo. Trong truyền thuyết, hắc kim ma ưng cực kỳ đáng sợ, một chảo liền có thể xé rách thần thiết cung cấp. Nếu chúng một chảo, vậy ra hỏa kia liền thảm. Ở đây nhiều người như vậy, luôn có người biết hàng, lập tức nói ra bí pháp mà tạ đông lai vận dụng. Oanh, hai ma chảo hạ xuống, phảng phất không gian cũng phá nát, hiện ra từng vòng xoáy màu đen. Lăng Hàn không có ý định đón đỡ, thân hình lóe lên, nhất thời đi vào trong đám người. Tạ Đông Lai thúc đẩy ma chảo truy kích, oanh một tiếng muộn hưởng vang lên ngừng gặp có người bị đánh bay từng cái từng cái thổ huyết mắng người tình cảnh trở nên hỗn loạn không thể tả mọi người cùng ngươi không cừu không oán ngươi lại xuống tay tàn nhẫn như thế tạ đông lai chẳng lẽ ngươi là gian tế của minh giới lang hàn như không có chuyện gì xảy ra có nhiều người như vậy thay hắn chia sẻ áp lực lấy thực lực cùng thể phách của hắn đương nhiên có thể ung dung hóa giải dư lực tạ đông lai khí bạo ngươi lại còn dám vô tội ta hắn cũng lười nói chuyện thúc đẩy ma trảo tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Gian tế minh giới giết người, Lăng Hàn chạy vào trong đám người, một bên lên tiếng kêu to. Oanh oanh oanh, quần chúng dọc theo đường đi né tránh không kịp, bị tạ Đông Lai chấn bay. Hiện tại, dù là ai tới đây cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tạ Đông Lai đang phát rổ công kích người trong nơi đóng quân. Đây là nơi đóng quân của tán binh, có một vị cường giả tinh thần cảnh tỏa chấn, chính là Tổng Chỉ huy, ở dưới hắn là 12 tên đại đội trưởng, phân quản toàn bộ tán binh doanh. Nói cách khác, Tạ Đông Lai chỉ là một trong 12 tên đại đội trưởng, không thể một tay che trời. Hắn ở trong nơi đóng quân phát điên, công kích thuộc hạ, đây là tất cả mọi người đều nhìn thấy, người bị hại nhiều tới mấy trăm, ảnh hưởng như vậy đương nhiên cực kỳ ác liệt, rất nhanh thì có cao thủ xuất hiện, ngăn chặn Tạ Đông Lai. Sau đó, vị tổng chỉ huy tinh thần cảnh kia gọi Tạ Đông Lai tới, mắng máu chó đầy đầu, mới đuổi Tạ Đông Lai trở lại, bảo hắn lập công chuộc tội. Lăng Hàn không khỏi cảm khái thực sự là trong chiều có người dễ làm việc a à, tổn thương nhiều người như vậy lại chỉ bị mắng một trận mà thôi cái này đổi thành người khác không nói cái khác chức vụ đại đội trưởng là nhất định phải hủy thân là hậu nhân của cường giả hằng hà cảnh khắp nơi đều có đặc quyền chẳng trách tạ đông lai lớn lối như vậy rõ ràng nhìn thấy hắn trốn vào đoàn người còn dám không kiêng kỵ ra tay hắn là đã sớm biết mình có thể phủi mông thoát thân có điều tạ đông lai dĩ nhiên thành đại đội trưởng không được hoan nghênh kính yêu nhất lang hàn cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào mặc dù hại người là tạ đông lai nhưng lăng hàn là kẻ gắp lửa bỏ tay người giống nhau đáng trách lăng hàn không đáng kể hắn tới nơi này không phải vì kết bạn đánh xong cuộc chiến này tự nhiên ai về nhà nấy mà sau chuyện này tạ đông lai liền không có trở lại tìm lăng hàn phiền phức nữa cái này rất không bình thường lăng hàn đoán tạ đông lai đang ấp ủ cách trả thù càng ác hơn người như thế tâm tư rất dễ đoán không ngoài lợi dụng tay minh giới giết hắn mà thôi vừa vặn ta cũng đang có ý này Lăng Hàn thầm nói, hắn cũng không muốn bị một ngốc biểu ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, phải mau chóng giải quyết. Chương 1358, đại chiến bạo phát, cơ hội tới. Muốn mượn tay Minh giới giết người, có hai biện pháp, một là dẫn người tới bên cạnh cường giả Minh giới, tỉ như tinh thần cảnh, vậy một tia dư âm rung động là có thể chấn nhật nguyệt cảnh nát tan. Nhưng Lăng Hàn lại không phải ngốc, mắt thấy có cường giả tinh thần cảnh còn lao tới. Điều này cần tạ Đông Lai cưỡng bức, nhưng tạ đông lai cũng phải bởi vậy rơi vào tình huống nguy hiểm hắn hận lăng hàn nhưng tuyệt đối không muốn cùng lăng hàn chết chúng như vậy chính là biện pháp thứ hai dẫn lăng hàn vào sâu trong đại quân minh giới lợi dụng vô số nhật nguyệt cảnh sa luân chiến mài chết lăng hàn mà cái này tuy cũng sẽ để tạ đông lai rơi vào trùng vây nhưng thứ nhất tu vi của hắn cao hơn khẳng định chống lâu hơn lăng hàn thứ hai hắn còn có thủ đoạn thoát thân chỉ cần thấy được lăng hàn vừa chết hắn liền phá vòng vây người đã chết ai có thể nói tạ Đông Lai đưa Lăng Hàn vào trùng vây của quân địch chứ? Không thấy ngay cả chính hắn cũng vọt vào sao? Cái này gọi là làm gương cho binh sĩ, cần ngợi khen A. À. Tám phần mười chính là như vậy, Lăng Hàn quá hiểu tâm tư của tạ Đông Lai, loại nhị thế tổ này rất dễ đoán. Vậy thì nhìn ai âm ai đi, mấy ngày bình tĩnh đi qua, minh giới cuối cùng phát động một lần chiến đấu quy mô lớn, lần này, hết thảy đại quân của thần giới đều cùng một chỗ chống đỡ cường địch. Lăng Hàn ở trong tán binh doanh tự nhiên cũng là điều chắc chắn, nói thật, so với quân chính quy, bọn họ có loại cảm giác như bia đỡ đạn. Quân chính quy đều đã luyện trận pháp liên kích, 10 người một tiểu đội, trăm người một đại đội, có thể phát huy lực lượng toàn thể ra 5 phần 10 thậm chí 6 phần 10. Đây là cực kỳ đáng sợ, ý nghĩa gần như 20 người liền có thể tăng lên một tinh cấp. Nhưng những tán binh lại từng người tự chiến. Từng binh sĩ thực lực mạnh đến đâu cũng có thể bị kẻ địch dùng số lượng trồng chất. Lăng Hàn phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy phía trước bụi bậm đầy trời, lượng lớn cường giả minh giới đang giết tới, bọn họ cũng đồng dạng hỗn tạp, có quân chính quy, có tán binh, nhìn liền có thể thấy rõ. Quân chính quy đội hình chỉnh tề, cho dù ở thời điểm xung phong cũng duy trì khoảng cách tốt nhất, nhưng tán binh liền không giống, một hồi sông mạnh, một hồi lạc hậu, một hồi về phía trái một hồi về phía phải, hoàn toàn là thích làm gì thì làm. Mà có mấy người càng hóa thành người khổng lồ cao vạn trược, bước chân to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm lại một cước đây tuyệt đối không phải nhật nguyệt cảnh, nhật nguyệt cảnh không thể biến ảo ra pháp thân kinh người như thế. Tinh thần cảnh, bởi vậy, một cước này dẫm xuống cực kỳ đáng sợ, thiên địa tối tăm, chân còn chưa rơi xuống, đại địa hiện ra dạn nứt, người phía dưới không ai không hoảng sợ. Hừ, có điều, thần giới đương nhiên sẽ không có chuyện không có cường giả, có người ra tay, một kiếm cắt ra, hào quang chém đi, đùng, vậy cái chân bị chém nứt, rơi xuống, nhưng không còn uy lực như trước nữa. Ha ha, có thể phá một đòn của ta, Ngược lại cũng không tính yếu, đến đánh với ta một trận. Một tên cường giả minh giới nhảy lên trời cao, nhìn về phía thần giới khiêu chiến. Như ngươi mong muốn, một tên cường giả thần giới ngự kiếm bay lên trời, cùng cường giả minh giới này chiến đấu, nhất thời, pháp thân cao vạn trượng tái hiện, mà kiếm khí dài vạn trượng cũng đồng dạng phá không loạn chém, uy thế không hề yếu. Giết, càng nhiều cường giả giết ra. Giết, mấy người lang hàn cũng hét lớn, bị chiến ý nhiệt huyết trong chiến trường ảnh hưởng hiện tại bọn họ không có đi bận tâm sinh tử, chỉ muốn oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Tung tung tung, chống trận kinh thiên, cổ vũ binh lính của hai bên, cái này ám hợp một loại nhịp điệu nào đó, nắm giữ hiệu quả thôi phát chiến ý. Người người đều phấn đấu quên mình, ở trong chiến đấu như vậy, ai cũng không thể có đường lui, bởi vì căn bản không đường thối lui, người phía sau đều đang không ngừng sông về phía trước. Hơn nữa, còn có mấy vị cường giả ngồi ở trên chiến tượng to lớn lạnh lùng đốc chiến, nếu như xuất hiện đào binh, ha ha, bọn họ sẽ lập tức ra tay giải quyết. Hai quân giao chiến, sĩ khí đứng đầu, xông lên cho ta, tạ đông lai hét lớn, hắn làm gương cho binh sĩ, mang theo đội ngũ giết về phía quân đội minh giới, cũng từng bước thâm nhập. Lúc này, người người đều bị giết giết che khuất con mắt, chỉ biết hoặc là giết người, hoặc bị người giết, mà thời điểm bọn họ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, mới bỗng nhiên phát hiện bọn họ đã thâm nhập vào sâu trong đại quân của minh giới, mà chi đại quân của bọn họ nguyên bản vạn người chỉ còn dư lại ba ngàn đã giết tới vị trí này, áp lực có thể không lớn sao, trả giá có thể không lớn sao. Chúng ta làm sao giết tới nơi này rồi, mau lui lại, ba ngàn người còn lại dồn dập kêu lên, anh dũng giết địch cũng không phải như vậy, cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết a. Lăng Hàn chiến đến có chút ấm đầu, hoàn toàn không ngờ tạ Đông Lai lại sẽ phát điên như vậy, vì giết chết hắn lại mang cả chi quân đội vào trong phần mộ. Giết về, mọi người tỉnh ngộ mộ lại, không mù quáng theo tạ Đông Lai sung phong, mà giết ngược lại những người này cộng lại lực lượng cường đại cỡ nào ngay cả tạ đông lai cũng không thể ngăn cản chỉ là bọn hắn thâm nhập trong trận doanh minh giới lại nghĩ giết ra là khó khăn cỡ nào a à, tiếng kêu thảm thiết không dứt ba ngàn người còn sót lại bằng tốc độ kinh người tiêu hao hơn nữa bọn họ chỉ là một chi tán binh gặp phải nguy hiểm tự nhiên chỉ lo mình hoàn toàn không có quan niệm đoàn đội đội ngũ bị cắt ra tử thương càng nhanh hơn tạ đông lai lộ ra nụ cười tàn nhẫn dùng cả vạn người đến chôn cùng cho lăng hàn Tiểu tử này cũng coi như chết có ý nghĩa. Tạ Đông Lai vẫn nhìn Lăng Hàn, hắn muốn tận mắt nhìn Lăng Hàn chết, sau đó mới sẽ thoát thân. Đồng dạng là Nhật Nguyệt cảnh, hắn khẳng định có thể chống đỡ lâu hơn Lăng Hàn. Hơn nữa hắn cố ý không sử dụng toàn lực, chính là không muốn bị quá nhiều người của Minh giới vây công, để hắn có thể ung dung nhìn Lăng Hàn chết. Lăng Hàn tự nhiên cũng phát hiện ánh mắt của Tạ Đông Lai tràn ngập oán hận, như có gai ở sau lưng, làm sao có khả năng cảm giác không tới. Trong lòng hắn lắc đầu Tâm trả thù của người này thực là đạt đến cực hạn, lại không tiếc bồi đi một chi đội vạn người đến giết chết hắn. Suy nghĩ một chút, vạn người này lại không phải của Tạ Gia hắn, chết hết thì như thế nào? Chương 1359, phát điên, đáng chết, trong ánh mắt của Lăng Hàn lướt qua Hàn Quang, hắn đột nhiên quay đầu, giết về phía Tạ Đông Lai, lớn tiếng nói: "Tạ huynh, chúng ta sóng vai giết địch." Hắn lấy ra tiên ma kiếm, nhất thời, sát khí trùng thiên, như đế quân hàng lâm cao thủ minh giới ở phủ cận không ai không bị chém bay, rơi đầu, đứt tay, đứt chân, chỉ cần sức chiến đấu không đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, vậy tuyệt đối là khó thoát một kiếp. Lăng Hàn miễn cưỡng giết tới trước người tạ Đông Lai, con mắt căng thẳng, nhất thời, một đạo thần hồn xung kích đánh ra ngoài. Thất sát chấn hồn thuật, a à, động tác của tạ Đông Lai nhất thời ngưng lại, thần hồn bị xung kích, hắn không thể ức chế mà bị ảnh hưởng, may mắn là đời sau của tạ Đại Tướng Quân, bản thân là thiên tài đỉnh cấp, làm sao có khả năng không có tu luyện qua bí pháp rèn luyện thần hồn thần hồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ bởi vậy ở dưới thất sát chấn hồn thuật chỉ hơi chậm lại lập tức khôi phục bình thường cần phải biết rằng trong loạn quân đao kiếm cũng cực kỳ loạn chỉ trong nháy mắt như vậy tạ đông lai liền bị chém vài phát cũng may nguyên lực hộ thể của hắn chưa tiêu tan bởi vậy bị thương không nặng đáng ghét hắn tức giận nói nguyên bản hẳn là hắn âm lăng hàn làm sao ngược lại bị đối phương âm nếu không phải thực lực của hắn đủ mạnh thần hồn tu luyện vô cùng vững chắc, vậy vừa nãy không phải đã chơi xong sao. Chết, hắn không cách nào áp chế sát khí trong lòng, quay thương giết về phía lăng hàn, lấy ra một đại đao màu vàng, cuốn đáng khí thức màu đen, tràn ngập tính ăn mòn, để không khí cũng muốn hòa tan. Người minh giới nhìn đều không rõ, sao bọn hắn lại tranh đấu. Nhưng bọn họ cũng không đáng kể, cùng nhau giết, oanh 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 oanh, lăng hàn cùng tạ đông lai hãm sâu trùng vây, bọn họ không chỉ phòng bị đối phương, còn phải chống đỡ công kích đến từ đại quân minh giới, mà cái này không phải là một đảo hai đạo, theo người bên bọn họ còn lại càng ngày càng ít, bọn họ gánh áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trên lý thuyết mà nói, Lăng Hàn hẳn đã sớm chết, chỉ là nhật nguyệt cảnh trung cực vị, tuyệt đối không thể chống đỡ lâu hơn đại viên mãn đỉnh cao. Nhưng trên thực tế, Lăng Hàn vẫn nhảy nhót tưng bừng, làm tạ Đông Lai không có biện pháp nào. Điều này làm cho tạ Đông Lai không cách nào tưởng tượng, tại sao người này còn không chết chứ? Chết chính là ngươi. Lăng Hàn lãnh đạm nói, vì tư hận bản thân, lại để cả chi quân đội làm vật hy sinh, người táng tâm niên cuồng như vậy, còn có tư cách làm người sao? Ha, có một nhánh quân đội chôn cùng ngươi, ngươi còn không chịu hảo hảo ngủ yên sao? Tạ Đông Lai múa đao chém nhanh, kim quang bay múa, thẳng thắn thoải mái, nhưng khí thức màu đen lại tràn ngập âm u, hình thành tương phản mãnh liệt. Ngươi thật không thể cứu, Lăng Hàn không tiếp tục nói nữa, loại ý nghĩ này của tạ Đông Lai đã mục nát đến tận xương tủy, hoàn toàn không thể cứu cũng không có ý nghĩa cứu vớt giết hắn triển khai tiên ma kiếm triển khai lôi đình kiếm pháp cao thủ minh giới ở bốn phía bị hắn chém bay căn bản không phải đối thủ cường giả tinh thần cảnh không ra vậy nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng phải kiêm kỵ tiên ma kiếm trong tay lăng hàn đương nhiên nếu ở trên cơ sở đại viên mãn còn có thể vượt qua ba bốn tinh sức chiến đấu vậy vẫn có thể nghiền ép lăng hàn tỷ như tạ đông lai hắn múa đao đánh chém lăng hàn cũng không dám đón đỡ mà triển khai trích tinh bộ né tránh, ngược lại nơi này có nhiều chiến sĩ của minh giới như vậy, để cho bọn họ tới trận là được rồi. Hai người ở trong trận doanh minh giới chém giết một lúc lâu, cái này dần dần hấp dẫn cường giả minh giới chú ý, một đạo thần thức đảo qua, Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai đều có một loại cảm giác cả người phát lạnh. Chỉ là nhật nguyệt cảnh cũng dám giết tới nơi này. Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, vỗ tới Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai. Bàn tay lớn giật động chư thiên tinh thần phảng phất cả vòm trời đều đè ép xuống. Cường giả tinh thần cảnh, sắc mặt của tạ Đông Lai kịch biến, hắn không nghĩ tận mắt nhìn Lăng Hàn chết nữa, lúc này mình thoát thân quan trọng nhất. Hắn vội vã lấy ra một tấm thần phù, vỗ lên người, nhất thời, kim quang lưu chuyển, bao bọc hắn lại. Trở lại tạ ra, hắn lại cầu một tấm bảo mệnh phù khác. veo, hắn lập tức hóa thành một vệt kim quang, phóng về phía bầu trời. Còn muốn đi, Lăng Hàn sớm có dự liệu, lấy thân làm cung, phát động tiến thức trung cực, vèo, mũi tên bay ra, nhanh chóng đuổi theo tạ đông lai. Thủ đoạn của hằng hà cảnh quá kinh người, dù cho chỉ tiện tay chế tạo một tấm thần phù cũng nắm giữ uy năng lớn, chỉ là diệt long tinh thần tiễn, khẳng định là không đuổi kịp, bởi vậy lăng hàn trực tiếp lấy ra tiến thức trung cực, kéo hết lực lượng trong cơ thể. Phốc, tiễn quang thật nhanh, chỉ thấy một vệt máu bắn lên, tạ đông lai phát ra tiếng kêu thảm, từ giữa bầu trời ngã xuống. Khó có thể tưởng tượng, nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn là thiên tài tứ tinh, lại bị một trung cực vị bắn thương. Ai bảo tạ Đông Lai ở dưới tình thế cấp bách chỉ muốn thoát thân, hơn nữa lấy ra thần phù dù sao vẫn cho rằng không có sơ hở nào, tâm lý tự nhiên thả lỏng, nào nghĩ đến sẽ có một mũi tên như thế. Có điều, cũng may thực lực của tạ Đông Lai đủ mạnh, thần phù cuốn lấy hắn bay đủ nhanh, bằng không mũi tên này tuyệt không chỉ đả thương mà thôi, mà là trực tiếp chấn hắn thành mảnh vỡ. Thú vị, bàn tay lớn kia mò qua, nắm lấy tạ Đông Lai, sau đó trở tay, lại tóm tới lăng hàn. Hiện tại Lăng Hàn mất hết lực lượng, thậm chí không thể duy trì trạng thái người lớn, phốc. Hóa thành trẻ con, hắn nào dám đón đỡ, veo, tiến vào trong hắc tháp. Không khôi phục lực lượng, hắn đi ra cũng vô dụng. Bàn tay lớn nắm không, một bóng người xuất hiện, là một nam nhân áo xám, hình thể tướng mạo đều rất bình thường, nhưng tròm dâu lại là từng miếng thịt, còn đang ngọ nguậy, khiến người ta không rét mà run. Tạ Đông Lai đang bị hắn sách ở trong tay, chỉ là đã mất chi giác, tứ chi sụi lơ nếu như hắn sớm biết sẽ có kết quả như thế vậy đánh chết hắn cũng sẽ không một mình thâm nhập người đâu ánh mắt cường giả kia đảo qua lộ ra vẻ kinh ngạc lăng hàn lại biến mất không còn tâm hơi chỉ là tiểu nhân vật nhật nguyệt cảnh lại có thể ở dưới tình huống để hắn không hề cảm giác biến mất không còn tâm tích thú vị hắn lại nói một câu thần thức mở ra muốn tìm lăng hàn